Quý vị nào mà thường xuyên ngồi thiền, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tập tu coi, tự nhiên thân tướng có thay đổi. Đó là một sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó thay đổi thì cái tướng nó đổi theo. Cho nên cái tướng nó đổi á là nhờ cái tâm của mình. Cho nên người ta thường dùng cái từ là tướng tùng tâm sanh. Cái tướng đó là từ cái tâm mà nó sanh. Thì cái tướng này là tướng gì? Tướng xấu, tướng đẹp hay là tướng xấu, gọi là tướng tùng tâm diệt. Bây giờ cái tướng xấu nó đổi rồi đó, cái tướng xấu nó đổi thì nó diệt, cái tướng xấu nó diệt theo cái tâm. Thể tâm mà lành thiện thì cái diện mạo của mình, tướng của mình, cái người lăng xăng là biểu lộ lăng xăng, không yên như con lăng quăng. Người mà yên tĩnh thì cái tâm nó khác. Cho nên một trong những cái cách tu á là định tĩnh, mà chúng ta thường gọi là gì? Giới định tuệ, nhớ không? Giới định tuệ chế ngự tham sân si. Vì vậy cho nên mình thắp nhang thắp 3 cây. Ý nghĩa thắp 3 cây nhang là nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có một thôi. Người nào mà có định thôi là trong định nó có tuệ, có giới, cho nên thắp 1 cây đã đủ. Đức Phật có dạy á, nếu mà chúng ta muốn có tuệ, tuệ là gì? Là trí tuệ, là sáng suốt đó. Thì tập cho cái tâm mình nó định. Bây giờ mình định không được nhiều nguyên ngày thì ít nhất mỗi ngày mình phải có khoảng thời gian nào mình tu định, tức là ngồi thiền. Không ngồi thiền thì mình niệm Phật, không niệm Phật thì mình tụng kinh. Mà khi mình tụng kinh đó là một hình thức định tu. Vì sao? Vì lúc đó nhiếp tâm vào thời kinh. Có thể mình chưa hiểu nghĩa. Ví dụ mình tụng chú Đại Bi, tụng chú Vãng Sanh, chưa hiểu nghĩa hết. Hay là thậm chí tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hiểu là sắc tức thì không, không tức thì sắc, nhưng chưa rõ ràng một cách mạch lạc. Nhưng mà nhờ mình chú tâm mình tụng, tâm mình tạm thời xa lìa mọi tạp niệm, giờ phút đó là giờ phút định tâm. Cho nên Phật dạy mình đó, có 5 cái cách để mình ngưng cái tâm lăng xăng của mình. Tâm mình quý vị có nhận ra lăng xăng không? Lăng xăng lắm. Nhiều khi đang ngồi đây vậy chứ, dòm ngó xung quanh coi ai vô trễ, ai vô sớm, bà đã ngồi ở đâu, hồi nãy hẹn với tôi sao không thấy đó, rồi thế này thế kia, ngồi ghế đây. Và thậm chí là giờ ngồi thiền nhắm mắt lại rồi, nhưng mà nghe ai mở cửa cũng hí coi coi ai vậy. Thật ra cái tâm của mình nó không có định. Và Đức Phật hay ví dụ là tâm viên ý mã đó. Tâm ngựa ý mình là con, tâm mình là con khỉ, ý mình là con ngựa. Quý vị thấy con ngựa nó đâu ngủ, đâu có nằm. Con ngựa là luôn luôn đứng, ngủ cũng đứng. Mẹ con ngựa nào mà nằm là con ngựa nó sắp đi rồi đó. Thấy không? Cho một con ngựa đau là cả tàu nhậu chết bỏ. Con ngựa mà nó nằm là con ngựa bệnh. Con ngựa nó ngủ, nó cũng đứng ngủ. Cho nên con khỉ quý vị thấy nó đâu có yên. Vì vậy cho nên tâm ý của mình là con khỉ, là con ngựa. Mà muốn chính vì nó lăng xăng nhiều cho nên mình làm cái gì nó cũng không có trọn, tại vì tâm không có chú ý vào nó hết. Nó tại sao đọc kinh hoài không nhớ? Tại sao? Tại vì mình đọc mà mình không có chú tâm. Nhưng mà thử ta nói nặng mình câu coi, nhớ suốt đời. Tại vì cái đó mình coi nó, mình quan, mình chú tâm vô cái đó. Hay là người ta lỡ mà người ta làm cho mình mít lòng, người ta làm buồn mình không quên. Mà tại sao lời kinh tiếng kệ mình tụng hoài mình không nhớ? Là vì mình thiếu sự chú tâm. Thế thì mình biết là cái tâm mình hàng ngày nó hướng về cái gì nhiều rồi đó. Cho nên tại sao chúng ta phát tâm thì cũng có mà trụ tâm thì hiếm. Vì vậy mà quý vị thấy tất cả chúng ta thấy ai khổ cũng phát tâm đó, thấy người nghèo là phát tâm, mà để thấy thương quá cho. Nhưng mà thử thời nó thấy ghét con,
khỏi, mà đừng nhắc tới nữa. Ai nói tới nó đừng nhắc tới tên cô đó, nhỏ đó. Cho nên mình, cái tâm mình nó khó trụ. Chính vì vậy cho nên mỗi ngày đại chúng tập cho mình định cái tâm. Và muốn định như vậy, Phật dạy chúng ta tập quán chiếu. Thí dụ bây giờ á, mình có cái tâm nóng giận, tâm sân. Giờ cái người mà sân nhiều đó, là nóng giận nhiều, là hễ nóng thì mình nói sao? Nói bậy, nói càng, làm mít lòng. Thì có một cách Phật dạy cho mình quán gì? Quán từ bi, quán vô thường. Nhất là cái quán vô thường đỡ lắm. Ví dụ như mình đang nổi giận với cái người đó, mình định là chia tay người đó, nghỉ chơi người đó, nhưng mình biết cuộc đời nó vô thường. Người đó sống đây, chết đây, mình cũng thế thôi. Thì nếu mà mình không quán được cái vô thường thì mình sân hoài, giận hoài, không có tha thứ, không có nguôi. Cho nên nhờ quán vô thường. Quý vị biết đầu năm tới giờ ở bên Edmonton đám tang liên tục, nhiều khi ngày hai đám, ngày hai đám, ngày đám. Hiện trước khi Pháp Hòa đi là 8-9 đám rồi. Vậy mà bây giờ ở nhà còn đang chờ Pháp Hòa 3 đám nữa. Mà khi Pháp Hòa đi giảng suốt 10 ngày nay đó, ở nhà quý thầy đã đi 2 đám rồi đó. Từ ngày mai đây là sáng sớm bay về là lo một đám liền. Tới phi trường là các thầy ra đón, chạy thẳng đến nhà hoàng làm đám đó. Xong rồi chiều lại là có một đám khác, thứ ba qua đám khác. Cuộc đời nhanh chóng, mà những vị mất đó là những vị có thể là tuần rồi còn nói chuyện đó. Sáng chủ nhật vợ đi làm còn nói chuyện với chồng đó. Chiều về thấy chồng ngủ chân trên giường, chân dưới đất. Tới nó chờ ông chồng tôi ngủ gì mà ông rớt cái chân mà ông không hay. Lợi cầm chân lên nặng mà lạnh ngắt rồi. Lợi rờ mặt cứng đơ rồi. Đó, hồi sáng trước khi đi làm còn nói chuyện với chồng, chiều về. Rồi bây giờ quý vị thấy bao nhiêu lần mình nóng giận, bao nhiêu lần mình thành công, toàn là đổ vỡ. Cho nên mình, cái sân hận của con người nó nhiều loại lắm. Phật cũng đưa trong kinh vậy đó. Thí dụ mình giận, mình nói ào ào lên đó, kêu là sân hận đó. Là phẫn, là hận, là nổi lên. Nhưng mà có nhiều khi mình giận cái người đó nhẹ nhẹ để trong lòng thôi. Để trong lòng, khi nào mà đụng chuyện mới phát lên, mới quát lên. Vì vậy cho nên một cách quán sân là quán từ bi, quán vô thường. Rồi cái người mà nhiều tham, Phật dạy quán gì? Quán bất tịnh. Tham thì có nhiều thứ. Ví dụ chữ bất tịnh trong kinh nó cũng có nhiều nghĩa. Bất tịnh đó, nó cũng không hẳn là dơ giấy. Bất tịnh còn có nghĩa là gì? Là luôn luôn thay đổi không còn. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp nè, nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát nó cũng là bất tịnh. Là tại vì sao? Nó có thể héo chết trong một vài ngày tới. Cái thân mình là bất tịnh. Tại sao? Tại vì mình không tắm chừng 2 ngày thôi là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà nếu người nào mà mồ hôi nó hôi dữ đó là mỗi ngày phải mỗi tắm. Rồi tóc mà không gội thì nó hôi, mắt mà không rửa thì nó dơ, lỗ tai không rửa là dơ. Nói chung là từ cái chân tóc mình cho xuống tới cái bàn chân của mình, ngón chân của mình, không có chỗ nào mà không tạp dơ. Chỗ nào nó cũng phải có cái rửa ráy của nó, không thôi là nó dơ. Và nói sâu hơn nữa, ở ngoài này chỉ là một lớp da thơm vậy thôi, chứ còn bên trong lớp da này là gì? Tạp dơ. Cho nên Ngài Hư Vân á, Ngài có làm một cái bài, bài kệ là cái đẩy da chứa đồ dơ. Ngài gọi là đây là cái túi da mà. Bì là da. Cái túi da mỏng vậy đó
một cái túi da mỏng mà bên trong cái túi da này là thôi quá trời thứ dơ. Quán bất tịnh, nếu người mà bị ái dục thì quán bất tịnh ở thân thể. Ví dụ như người ham tiền, quán tiền là gì? Tiền là bạc, biết sử dụng á. Thật ra thí dụ như mình ta mới vừa trả mình 500, cái mình nhớ trực lại tuần rồi mình mượn bài bạn 200, cái mà chị tôi mượn chị tuần rồi 200 tôi trả, cho nên tiền nó không ở trong túi mình lâu. Thành thử ra mình xài đúng là nó mới bạc thôi, còn người mặc dở nữa là tiền tệ, có tiền sanh tệ, không biết xài. Không biết xài thì tiền tệ, mà biết xài thì nó bất quá là tiền là bạc. Thì máy thì phải móc, xe thì phải cổ, tàu thì phải bè, không có cái nào nó ở yên hết. Thí dụ mình dính mắc một cái gì thì mình quán cái đó, quán cái đó là cái không thường còn. Quý vị thấy cái iPhone của mình á, bây giờ là nó lên tới iPhone 10 rồi đó, mà mình thường gọi là cái điện thoại thông minh, nó ghi hình ảnh, nó thâu, nó làm đủ thứ trò trong đó hết á. Nhưng mà lỡ mà rớt xuống nước một cái thì coi như là cũng xong. Thành thử ra cái máy đó đó nó cũng vô thường. Cho khi mình bị dính một cái gì thì mình quán một cái đó, để gì? Để mình giảm đi cái tham, mà mình chỉ sống với cái muốn. Muốn là gì? Nhu cầu. Còn cái tham là cái mình đắm chìm, mình đeo đuổi nó. Ví dụ ở đây nè, cái nhu cầu của chúng ta hiện tại trong thời buổi này là có một cái phone. Đó là cái nhu cầu. Thật ra cái phone mà bây giờ mình mấy bác lớn tuổi á, chỉ cần bấm phone thôi. Đừng có nói chi biết nhiều chuyện nghe. Tắt phone mà không biết tắt mà. Tắt phone không biết tắt, biết xài thôi. Còn chỉ gọi nút này, bấm nút này. Thì thôi cái phone thường là đủ xài. Bây giờ đưa cho quý bác một cái phone 10, quý bác ổn, tại vì quý bác đâu có xài tới. Thì cái nhu cầu của quý bác là chỉ cần cái phone để liên lạc khi ra đường, vân vân. Thanh niên người ta còn làm việc thì người ta cần một cái phone tốt. Nhưng mà cái đó là những cái gì chúng ta trong cái nhu cầu. Đó, ví dụ như ở đây, thật sự ra quý vị thấy ở một cái hòn đảo như thế này, người Việt không có đông, mà có được một ngôi chùa khang trang, thanh lịch như vậy, đó là bao nhiêu công sức. Đó, thành thử ra cái nhu cầu ở đây là có một ngôi chùa cho một số lượng người Việt Nam, Phật tử đang sinh sống ở đây. Đó, cho một cái thành phố lớn như Vancouver, dân đông thì rải rác nhiều, thì cái nhu cầu có những ngôi chùa rải rác để thuận lợi cho mọi người đi. Cho nên cuộc sống, cái nhu cầu vật chất cũng cần, mà nhu cầu tâm linh cũng cần. Bây giờ ở đây nếu mà có những người mất mà không có thầy đến cho một khóa lễ thì tự nhiên mình thấy nó cũng thiếu. Có một thời kinh tự nhiên thấy ấm cúng. Cho nên hình ảnh một vị tăng ở trong một ngôi chùa cũng cần lắm. Tại hàng ngày có một vị tăng thắp hương lễ Phật tụng kinh, ngôi chùa ấm cúng. Phật tử tới chùa lễ Phật có thầy ấm cúng. Cho nên cái tham á, Đức Phật muốn nói đó, không có phải là biểu chúng ta đừng theo cái gì hết, đừng có gì hết, không phải. Mà cái Đức Phật muốn nói là nếu chúng ta lỡ dính mắc một cách quá đáng thì chúng ta hãy quán gì? Quán tất cả đều là vô thường. Bây giờ quý vị nhìn coi, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, nhà cửa con người, có cái gì mà không thay đổi không? Cái gì cũng thay đổi hết. Con người của mình á, là bị bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Nhà cửa này thì là gì? Thành, trụ, hoại, không. Hay nói cách khác là sanh, trụ, dị, diệt. Ví dụ như cái chùa này nè, mình cất lên là sanh, giờ nó dừng ở đây một thời gian gọi là trụ. Trong khi nó trụ nó có dị không? Có thay đổi không? Có. Dị, dị là nó thay đổi. Thí dụ mưa thấm lên gỗ, mình thấy vậy, nhưng mà 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, từ từ bắt đầu nó biến chất, màu sơn nó nhạt đi,
và nước nó thấm dần vào trong gỗ, lâu ngày nó mục, rồi đến 100 năm sau thí dụ vậy, hư mục diệt. Sanh trụ dị diệt là nhà cửa đất đai này. Còn thế giới như là đất núi sông ngồi gì đó là thành trụ hoại không, nó thành hình đó, nó trụ ở đó rồi nó hoại, nó thành không. Như trái đất này, trái đất này là thành trụ hoại không đó. Một lúc nào đó bây giờ nó đang hoại đó, trái đất này bây giờ đang dần hoại. Chỗ mà có những nơi rất lạnh bây giờ lại ấm, có những nơi ấm thì lại có lạnh. Rồi bây giờ quý vị thấy thiên tai nhiều là tại sao? Nó đang ở thời kỳ hoại. Cũng giống như giáo pháp đi theo cái thời gian là gì? Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp á, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Thời đó đó, tu đâu chứng đó, tu đâu chứng đó. Tại sao biết không? Tại không có cái gì để bị tạp. Vô chùa tu không có tivi, không có iPhone, không có bà tám nhiều, cho nên ngồi thiền dễ tu. Gọi là chánh pháp là Phật còn ở đó, cái gì mình thắc mắc mình đến gặp Phật hỏi. Cho nên thời đó gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp được gọi, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Tượng pháp, tượng pháp là gì? Là thời kỳ mà Phật pháp na ná, giống giống ngờ ngờ vậy đó. Ví dụ như mình thấy cái vị đó ăn mặc là người tu, ôm bát đi khất thực, nhưng mà chiều lại ông đó ổng đi ra ngoài ổng nhậu nhẹt, thì ra ông đó là ông giả. Tượng pháp. Hay là mình thấy chùa tháp kiên cố nhưng mà người tu ít quá, hay là người tu không có chất lượng của người tu, đó là tượng pháp. Rồi bây giờ thời kỳ đó là gì? Mạt pháp. Là gì biết không? Được dịch nghĩa thời mạt pháp là gì? Đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là gì? Hơn thua hiềm khích, ganh tị đủ kiểu hết, tranh giành chức lợi, quyền lợi, vân vân. Nhưng mà cái đó không phải là giáo pháp. Nhưng mà nó đi vào một cái chu kỳ con người tu nhiều nhưng mà đạt ít vậy thôi. Chứ không phải là không còn, nhưng mà nó ít lại. Cũng giống như người Việt mình mới qua hải ngoại đông đảo ấy. Rồi cái lớp mà già mấy chục năm trước bây giờ từ từ dần hết rồi. Rồi bây giờ tới cái lớp mình sồn sồn, hồi nhỏ mình lớn lên đây. Đây bây giờ mình cũng bắt chước má, mình cũng cúng, cũng thờ vậy đó. Nhưng mà chưa biết làm gì đó, tưởng tượng thôi. Rồi tới thời con mình là biết nó mạt cỡ nào. Mà bây giờ mình còn cúng dỗ chứ chắc gì con mình nó cúng dỗ không? Mình còn giữ cái bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà để chắc gì tới tới phiên mình mà con mình nó biết thờ không? Cho nên rồi từ từ nó sẽ mai một. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ, nhưng mà không có nghĩa là Phật pháp, cái giáo pháp đó vẫn bất di bất dịch, nhưng không còn mấy người thấu đáo nó, tu tập theo nó, hay là có nói nữa là dùng nó để làm những cái gì, cái lợi để mà đấu khẩu với nhau. Cái nhiều khi mình ngồi lại đấu Phật pháp, tông này tông kia, thiền tông chỉ trích tịnh tông, tịnh độ tông, tịnh độ tông chỉ trích thiền tông, ví dụ vậy. Tức là nếu những hiện tượng đó có là do những người nhận cái đó nhưng không biết ứng dụng, không biết trân quý pháp môn để tu tập, thì lấy pháp môn ra trở thành ra cái vũ khí, cái mà nó làm hai lời cho mình không lợi ích, thì nó mạt ở nơi đó. Chứ giáo pháp không hề có mạt. Nhưng mà cái thời đại con người sử dụng nó không đúng. Phong Hòa ví dụ như mình có một cái gì đó, ví dụ bây giờ ví dụ như là mình là cái bộ áo dài khăn đóng của Việt Nam ngày xưa là đẹp, ai mặc vô đó là trang trọng một cái buổi lễ truyền thống Việt Nam.
Tự nhiên giờ mình đem nó ra mình làm những cái áo quần nó không phù hợp, thí dụ như mặc cái quần xà lỏn, mặc cái áo dài khăn đóng, nó dịu dịu vậy đó, nó làm cho cái bộ áo dài nó không còn cái giá trị thật của một cái bộ áo dài của dân tộc. Hãy nghe cái áo tràng của chúng ta. Áo tràng của Việt Nam ngày xưa là một cái cổ, ví dụ vậy, bây giờ bắt đầu biến ra thêu bông này bông kia rồi ịn màu này màu kia, đó là biến dạng rồi đó, nó không còn cái áo tràng nguyên thủy nữa. Cái áo tràng của Việt Nam là của Phật tử Việt Nam là màu lam, áo tràng của Phật tử Việt Nam là màu lam, tượng trưng cho màu hương khói. Hương khói là tượng trưng cho sự hài hòa, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát. Mình nhìn cái hương khói bay lên, người Phật tử phải tu tập tâm hồn mình thanh thoát như khói nhang, không để cho tâm hồn mình nặng nề như tro nhang. Tại vì tro nhang thì nó làm sao? Nó rớt xuống. Khói nhang thì nó bay bổng, nó nhẹ nhàng. Năm cái vạt áo tràng đó tượng trưng cho năm giới căn bản của người Phật tử giữ. Quý vị nhìn trước phải ráp hai vạt lại không? Ở sau hai vạt nữa là phải bốn vạt không? Ở giữa có một miếng ngắn ngắn để bên trong không? Đúng ra là miếng nó dài đó mà tại hạ tiện giải cắt ngắn lại, nhưng mà nó có một miếng trong đó, phải không? Năm vạt. Ở phía sau lưng áo tràng có phải là một cái hình vuông không? Đắp một cái miếng dễ vuông không? Cổ áo tràng là cắt tròn phải không? Vuông tròn. Ở giữa cái áo này chấn một chấn, thấy không? Nhất thừa. Mình may cái áo tràng ta chấn chấn ngay cái cổ áo này. Thì nếu mà mình hiểu được cái ý nghĩa cái áo đó, mình tại sao không mặc? Hay là nói cách khác là mình trân quý nó, mình mặc cái áo đó xong rồi xếp cái áo cất đàng hoàng, tháng tệ lắm là tháng giặt lần, giặt xong rồi ủi lại cho ngay ngắn, học cách xếp áo tràng cho ngay ngắn, ở nhà mặc áo tràng máng lên cho ngay ngắn, không bao giờ nhùi nó thành cục dồn trong cái giỏ. Trời ơi, cục gâm đồng, cây son 10 đồng, cái kiến 3 đồng, thứ đồng 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 vậy bỏ vô cái giỏ 3.000 sách, mà cái áo tràng bỏ vô cái giỏ đi chợ, cái tờ bịch cái túi ni lông đi chợ. Tại sao cái thứ quanh đô la đó anh bỏ vô cái giỏ 3.000 được, mà cái áo tràng mình mặc vô để trang nghiêm thân tâm mình, nhắc nhở mình tu tập thì phải có cái túi đặc biệt cho nó chứ. Nếu mà không dám cầm cái giỏ gì LV 3.000 thì cái mai cái giỏ vải ở ở mấy cái tiệm pháp cụ người ta bán hành đó có cái giỏ đó để vô sắp toàn ten ten shopping bag, không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây mình muốn nói tới tính cách trân trọng. Mình có tôn kính, phước huệ nó mới tăng. Phong bằng ví dụ, mình có một cuốn sách hay, coi xong dục, mai mốt cần kiếm ra. Nhưng mà nếu có cuốn sách hay đọc xong rồi, để trong kệ sách, mai mốt cần biết nó nằm ngay đó lấy ra liền. Đơn giản thế thôi. Cũng như vậy, cái gì mình cung kính, mình trân trọng, cái đó lưu trong tâm. Cái gì mình không cung kính, mình không tôn trọng, nó rời khỏi mình. Cho nên hồi xưa ta nói xá lợi của Phật có 5 công năng. Nếu nơi nào mà không còn tôn thờ xá lợi, tự xá lợi mất, không cần ai vứt bỏ. Điều đó muốn nói lên rằng nếu ngày nào chúng ta còn cung kính xá lợi của Phật, nghĩa là nơi đó mình còn thờ, mình không thờ thì tự mất. Nói đơn giản đi,
Nếu mà ở nơi nào mình tới mà người ta không quý mình ở không? Đâu có ở. Mình tới mặc dù tôi không cần nhà đẹp cao sang, nhưng mà tôi cần tấm lòng quý vị thật tâm muốn mời tôi tới. Nếu mà quý vị nhà cửa cao sang tôi tới mà quý vị khinh tôi, quý vị thờ ơ với tôi, thì tôi cũng tìm cách tôi từ chối tôi về. Đơn giản vậy thôi. Cho nên á, những cái lễ nghi á, nó không phải là một cái bắt buộc, nó cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây nói lên cái tính cách tôn kính. Nếu chúng ta còn tôn kính thì cái đó nó còn tồn. Cho nên quyển kinh cũng vậy, mình đọc xong quyển kinh rồi, nếu mà không xong rồi thì mình gấp kinh lại để trên kệ, trên bàn cho ngay ngắn. Thì cái cuốn đó nếu nói về sự rách thì nó không hư rách. Còn nếu mà mình vứt bừa thì nó dễ hư rách, có khi nó mất đi, có khi tìm ra. Cho nên á, một trong những cái phước á, mà mình tại sao nhớ kinh thuộc kinh dễ dàng, là nhờ cái phước tôn kính pháp bảo, tôn kính lời dạy của thánh hiền. Quý vị biết ngày xưa Việt Nam á, thờ Phật nha, trên thờ Phật ở trên cái bàn trước nè, cái bàn ta kêu là bàn án kinh nè, để một bộ kinh, xong rồi lấy tấm vải, mai tấm vải đẹp phủ lên cái quyển kinh đó, để mỗi ngày chúng ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, pháp bảo. Ở Việt Nam ngày xưa là ở trước bàn Phật là người ta để một vài quyển kinh mà thường dùng ở trong chùa, rồi lấy tấm vải che đậy lên. Bây giờ người Hoa người ta có mang tấm vải màu vàng, ta để bốn chữ thâm nhập kinh tạng phủ lên trên cái tấm vải để kinh đó. Ở bên Trúc Lâm có quà không có thờ hai Bồ Tát hai bên, đóng hai tủ kinh thờ pháp bảo, thờ kinh thờ pháp bảo. Cho nên nếu mà bây giờ quý vị cứ thí dụ hình ảnh ông bà đi, mình không có quý trọng thì mình vất bừa, thì vất bừa thì có thể lạc mất. Mà tới hồi con cháu mình kiếm tấm hình ông ra để chỉ cho con cháu mình biết ông đó là ai, bà nọ là ai. Ở đời là như vậy, cái gì mình quý trọng cái đó nó tồn tại, cái gì không tôn kính cái đó biến mất. Cho nên giáo pháp mình phải quán biết rằng tất cả các pháp là vô thường, nhưng mà với cái tâm tu tập chúng ta nhận vô thường tự tại. Mình tham thì quán vô thường, mình sân à, mình tham thì quán bất tịnh, mình tham thì mình quán vô thường, mình si mê thì quán nhân duyên. Si mê là gì? Đơn giản dễ hiểu, si mê là không hiểu được lẽ thật, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý là si mê. Ví dụ như là mình nhìn cái bàn, cái ghế, cái hoa, mình thấy được tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hình thành. Sở dĩ Pháp Hòa tới đây được ngày hôm nay là cũng duyên. Vì á, Pháp Hòa hứa qua Vancouver ngày hôm qua, xong rồi Pháp Hòa mua vé máy bay là tối hôm qua là bay về Edmonton. Một anh Phật tử ở đây liên lạc, nhất định là muốn mời qua đây để thăm chùa và thăm quý Phật tử. Thế là phải đổi vé. Nếu Pháp Hòa không có cái duyên đi qua Vancouver thì cũng có cơ hội qua đây. Nhiều rồi, khi mà qua tới Vancouver rồi mà một Phật tử bên này đại diện cho chùa không liên lạc thì cũng không có cái duyên để qua nữa. Cho nên tất cả đều là cái duyên. Đó là mình nói một ví dụ cái gì gọi là duyên. Cái hoa này mà nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có ánh nắng mặt trời thì làm sao nó đẹp được như vậy? Để mình cắt mình chứng. Như vậy thì nhìn vào cái hoa chúng ta thấy nhiều duyên để tác hợp lại.
mà được một cái bình hoa như này cũng nhiều duyên nữa à. À, một người đó nào đó đã khéo léo kết mỗi thứ một chút để thành một bình hoa đa dạng như vậy, đa màu sắc như vậy, duyên hết. Một cây hương nếu nó được xay nhuyễn từ một loại cây nhưng mà không có keo thì làm sao hồ để mà trộn để mà làm thành cây hương, rồi không có nắng để phơi làm sao nó khô thành cây hương, rồi cái cây cái bột hương đó không do đất nước trời mây để nó lớn lên để nó thành ra được cái cây để chúng ta đem rồi chúng ta xây làm mặt cưa thì làm gì có bột để mà làm nhang, vân vân đó. Người thấy được cái đó, người thấy được cái duyên đó, đó thì thấy được cái gì, thấy được tính chất kết cấu của mọi việc thì không có còn si mê gây gổ. Thí dụ bây giờ mình đã gặp hoạn nạn đi, không có trách trời nữa, tại vì ông trời ông đã làm gì đâu, ông công bằng mà. Cho mình thấy là có nhân quả trong đó, có mình trong đó một chút. Hôm rồi có một vị lên thì mới nói là than phiền là buồn lòng bà xã thế này thế kia, thì Pháp Hòa nói Pháp Hòa lắng nghe, nhưng mà có bao giờ anh suy nghĩ lại trong đó có mình không, mình cũng có làm gì đó mà có khi mình không thấy, rồi mình làm cho vợ mình phải đi tới cái con đường như vậy. Cho nên cái gì nó cũng có cả hai chứ không phải chỉ là một. Giảm được cái đó, cái đó Phật gọi là lấy người si mê lấy nhân duyên. Bây giờ á, đường tu của chúng ta có nhiều chướng lắm. Chướng là gì? Là trở ngại. Trở ngại thứ nhất á, là hôn trầm trì trệ. Ở đây có ai bị hôn trầm không? Hôn trầm là gì? Hay ngủ gục. Cái đó là Pháp Hòa nói hiện tượng bình thường nhất á. Thí dụ như hôm nào mình mệt, mình thiếu ngủ, mình hôn trầm là không nói nha. Cái đó là bình thường. Hôn trầm là một dạng, hễ đừng có đi vào kinh kệ nghe pháp gì là mình tỉnh, mà hễ khi nào bắt đầu giờ tụng kinh là mình ngáp, hay là mình vô mình ngồi tụng kinh mà mình ngủ suốt vậy đó, ngủ mà giống như là nãy giờ mình ngủ một giấc ngon vậy đó, rồi tới hồi mà ta đều trọn thành Phật đạo cái là mình tỉnh queo. Thì cái đó là một dạng nghiệp chướng hôn trầm. Thì cái người mà bị cái hôn trầm chướng đó phải siêng năng sám hối. Đời trước á, mình cũng có một cái nhân duyên là nhiều khi mình ít có quan tâm sự tu học. Ở trong kinh kể, một trong những vị mà đệ tử Phật mà ngồi đâu ngủ đó là Ngài A Na Luật. Để khi Ngài đi vô trong pháp hội nghe kinh là Ngài ngủ, là Đức Phật quở tức là trách, thì Ngài mới phát nguyện là Ngài ngồi nghe pháp và thậm chí ban đêm ngủ không nhắm mắt, vì con mắt mà không nhắm không ngủ lâu ngày nó sanh bệnh, cuối cùng Ngài bị mù. Rồi khi mà Ngài mù rồi đó, Đức Phật dạy cho Ngài một cách quán để Ngài chứng được một con mắt gọi là thần thông, gọi là thiên nhãn. Cho nên trong 10 vị đệ tử của Phật á, cái người mà có thiên nhãn gọi là Ngài A Na Luật, do Ngài quán, Ngài trị cái bệnh gọi là hôn trầm của Ngài à, và Ngài tu tập để Ngài có được thần thông, không còn bị con mắt phàm tình nó làm cho mình khổ sở nữa. Có một cái chướng nữa đó, có nhiều khi mình có con mắt nhưng mà mình không có nhìn mọi người xung quanh mình bằng con mắt từ bi, bằng tấm lòng hiểu biết, nhưng mình đa phần nhìn để gì? Để trách móc, để gièm pha, để bình luận, cho nên nó cũng tạo cái nghiệp của cái nhìn. Và khi cái nghiệp đó nó đã bị nhiều rồi á, thì nó ám chướng mình, nó không cho mình thấy được cái thật, cái chân,
và không được thấy cái lầm. Có nhiều khi Pháp Hòa hay dạy mấy đứa nhỏ, nó lên nó mép chuyện này chuyện kia vậy đó, Pháp Hòa mới nói sao con không nhìn cái tốt của huynh đệ mà con cứ thấy cái dở của nhau. Nếu mà con thấy cái dở mà con nói cho thầy nghe để thầy giúp cho huynh đệ đó, đó là tốt. Nhưng mà con buồn huynh đệ đó là con dở, tại vì con biết cái điểm dở của huynh đệ mình thì mình phải thương. Hồi nhớ hồi đó có một chú tiểu á, chú có một cái bệnh là ăn cơm là chú bỏ mứa, 10 bữa cơm như một, bởi ít chú cũng bỏ lại miếng. Đến mức độ mà có một dạo là ăn cơm với chúng á, Pháp Hòa không dám bới nhiều, đợi ăn cái chén cơm thừa đó của chú, mà ngày nào chú cũng bỏ mứa. Đã như vậy mà còn một cái bệnh nữa là hãy nói động tới là khóc. Mà hễ mà huynh đệ nào mà xoay qua nói tại sao ngày nào mình cũng bỏ mứa là bắt đầu ngồi khóc ròng như ai đánh, ai ăn hiếp vậy đó. Rồi Pháp Hòa mới nói với các huynh đệ khác, thôi kệ, em nó chỉ dở cái phần ăn thôi, nhưng mà bù lại nó dễ thương, nó tụng kinh tốt. Ở chùa hồi đó là kêu nó là phổi tốt không á, tụng cái là ai cũng nghe tiếng của nó. Chứ không mà mới tập á, người ta có cái dở á, mình hãy thương cái dở đó và lấy cái hay của người đó đó làm cái điểm chính để mình hướng tâm. Đa phần á, con người mình là cứ thấy cái điểm dở hướng tâm thôi à. Ví dụ người ta có thể làm 10 chuyện tốt, chỉ cần làm một chuyện xấu thôi là mình nhớ suốt đời cái chuyện xấu đó, và sẵn sàng gạt bỏ, quên mất hết tất cả những cái điều lành người đó làm. Đây là một thứ hôn trầm chứ gì nữa, không thấy rõ. Cho nên cái chướng ngại đó, có nhiều khi mình ngủ là một cái rồi mê, không có thấy được cái hay của người để mình tiếp, mà cái dở của người để mình quên. Mà mình thưa thử quý vị để ý, hễ mà người ta làm gì mà dở cái thôi ôi, mình kêu người này tới chỉ nè nè coi nè đó, ít có khi nào mà thử giờ người ta làm hay coi. Ít khi nào mình đem mình khoe lắm, mình ếm cái đó đi. Đó là cái cách mà cái, bởi vì vậy cho nên mình mới thấy, mình tu sao mình thấy được mấy cái điểm đó của mình. Một ông thầy giáo cầm tờ giấy lên, ông hỏi học trò, các con thấy gì? Nó còn thấy cái chấm đen. Ông nói thầy tại sao tờ giấy sờ sờ không ai nói thấy tờ giấy mà chỉ thấy chấm đen? Tại con người mình chú ý cái đó. Cho nên một trong những cái mà làm chướng ngại mình đó là hôn trầm trì trệ. Cái thứ hai gọi là gì? Ác niệm tư duy. Ác niệm tư duy là gì? Ác niệm tư duy là tâm mình thường suy nghĩ sằng bậy, tư tưởng mình thường hay suy nghĩ quấy cho người. Cho nên mình ít có khi nào mình tạo được cái phước ở sự suy nghĩ. Mình nghi ngờ người ta, nó cũng tạo ra một cái chướng ngại của tư duy. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách. Đây là cũng chướng ngại cho thiền định nha. Thiền định nó có ba thứ chướng: hôn trầm trì trệ, ác niệm tư duy và cảnh giới bức bách. Cảnh giới bức bách là gì? Ngứa mặt, đau chân, đau lưng, ngứa ngứa lỗ tai. Hãy mà bình thường á là không có sao hết trơn á, nhưng mà hãy ngồi mà bắt đầu ngồi thiền cái là bắt đầu nó nhột cái lỗ mũi, nó ngứa cái tai, nó cứ vậy. Thì có ba thứ chướng của định. Thí dụ mình đang ngồi định vậy nè, đâu chừng được 5 phút thôi là bắt đầu mình gật, ngủ gục lên gục xuống, và thậm chí mình ngã cái rầm nữa. Cho nên hồi xưa các cái thiền viện á, khi ngồi thiền là phải có một vị cầm cái cây bảng giám thiền, đánh những vị nào mà ngủ gục á, đánh trên vai vị đó, đánh cái chát một cái người đó đó. Nhưng mà đánh người mà răng cả 10 người kế, mấy người kia nghe bóp bóp tỉnh hồn được 5 phút. Rồi nhiều khi mình ngồi hồi cái mình cong cái lưng, thì cái vị cầm mấy cây giám thiền đó đó để sau lưng mình,
để đưa cái lưng mình thẳng lên. Đây là cái tiêu chuẩn lưng phải thẳng cỡ nào, thì đưa cây đó vô để cho cái vị đó ngồi thẳng cái lưng lên. Mình ngồi hồi cái mình nghiêng cái vai, thì hễ cái ngay nào mà nghiêng là bị đánh chỗ đó, để biết mình chỉnh cái vai mình lại. Pháp Hòa nhớ hồi đó trong một cái thiền viện, có cái thầy này thầy ngồi thiền hồi có bắt đầu thấy vậy nè, mà không huynh đệ nào sửa thấy được hết. Pháp Hòa nhớ có một cái năm đó, cái bắt đầu súm lại hù thầy, bây giờ tụi tôi đi đốn cây đóng cho ông một cái lồng kèm cái đầu ông vô. Ông nghe vậy cũng biết không, từ đó sao ông thẳng lưng luôn. Thì khi mình ngồi thiền á, khi mình định tâm á, mình khi mình muốn định tâm nó có ba thứ chướng. Nhiều khi á mình muốn định tâm lắm, mình suy nghĩ hoài tùm lum hết, cái đó gọi là ác niệm tư duy. Có một vị, có vài Phật tử nói á, khi mà tụng kinh rồi hay nghĩ tầm bậy lắm, nghĩ chuyện nam nữ, nghĩ chuyện tiền bạc, nghĩ chuyện này chuyện kia, tất cả cái đó đều là chướng ngại thử thách của mình hết, chứ không phải là gì hết. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách, là nó làm cho mình thân thể mình không thoải mái, thậm chí giấc ngủ không an, ngủ hay nằm ác mộng. Thì tất cả ba cái này nó ảnh hưởng đến sự định tĩnh. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là năm cái pháp Phật dạy cho mình định tâm ha. Nếu mà tham thì quán bất tịnh, sân thì quán vô thường từ bi, si thì quán nhân duyên, rồi cái nữa là gì, người nào mà hay tán loạn, người nào mà hay tán loạn tâm, hay nghĩ đang ngồi về nghĩ chuyện khác đó, cái đó là tán tâm đó, thì có một cách Phật dạy là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Thí dụ như mình ngồi mình hít vô mình thở ra mình đếm 1, mình hít vô thở ra mình đếm 2, đếm tới 10 cái mình đếm ngược lại 9 8. Nhưng mà nhớ là khi thở đó đại chúng không có phải cố gắng, cứ ngồi bình thường vậy nè, để cho hơi thở nó vô nó ra một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ ngồi đó theo dõi hơi thở và đếm thôi. Đó là một cách. Cách thứ hai, sau này mình có thể chế thêm vài cách đó, là thay vì đếm hơi thở thì quý vị niệm Phật. Ví dụ hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là quý vị đọc một bài kinh, ví dụ hít vô đệ tử, thở ra kính lại. Nhớ cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, bốn chữ đó. Thì khi mình ngồi thiền mình hít vô đọc 2 câu, thở ra đọc 2 câu, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật. Thì quý vị dùng cái bài đó, quý vị ngồi quý vị thở thì mình không tán loạn. Nếu đi thiền hành, nếu người nào mỏi chân á, đau chân không ngồi lâu được, đi thiền hành, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, hay là chân trái hít vô, chân phải thở ra, thì làm sao để cho cái tâm mình nó định, nó trú mà nó không có tán loạn. Thì Phật dạy gọi là gì? Đa tán sổ tức quán. Đa tán tức là người đa, tức là nhiều cái tán loạn, thì hãy nên dùng cái pháp môn đếm hơi thở. Thì sau này á, chư tổ có chế ra thêm vài cách. Thay vì mình đếm không, thì mình niệm Phật. Niệm Phật có phước. Đếm số cũng vậy thôi. Thì thay vì đếm số thì mình niệm Phật. Thí dụ như vị nào thích trì chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, thì mình chia câu đó làm 2. Hít vô Án Ma Ni, thở ra Bát Di Hồng. Cứ dùng như vậy 5 phút, 10 phút, làm sao giúp cho cái tâm mình định, tĩnh mà không có suy nghĩ. Rồi thí dụ lỡ mình đang ngồi mà cái gì nó suy nghĩ nó xen vô,
thì mình lại kéo nó về, thôi buông, không có theo cái đó, trở về với hơi thở của mình. Thì cái này Phật gọi là gì? Là ngũ đình tâm quán, tức là năm cái pháp quán để đình chỉ cái tâm lăng xăng của mình. Ngũ là năm, định là dừng lại, ngưng lại, tâm là cái tâm của mình, quán là cái cách mình quán chiếu. Năm cái cách quán chiếu tu tập để dừng đi cái tâm lăng xăng của mình, thì trong đó tham sân si tán loạn và chướng ngại, nhớ không? Tham sân si tán loạn chướng ngại. Thì tham thì mình quán vô thường, tham thì mình quán vô bất tịnh, biến đổi không còn, không thường. Sân thì quán từ bi, quán vô thường. Si thì chúng ta quán nhân duyên. Tán loạn thì chúng ta quán hơi thở. Còn chướng ngại thì chúng ta quán tưởng những cái tướng hảo của Đức Phật. Hay nói cách khác là chúng ta nhận ra chướng nó có ba thứ. Ba thứ chướng, trong đó có hôn trầm trì trệ, trong đó có ác niệm tư duy, có cảnh giới bức bách. Ví dụ như á, người nào mà hay đau chân, khi mình ngồi đó, mình đau chân, mình thả cái chân lỏng ra để cho máu huyết nó lưu thông trở lại, nhưng mình vẫn duy trì chánh niệm và mình biết rằng cái này chỉ là cái nhỏ, cái định tâm là cái chính. Đừng vì cái đau chân đó mình bỏ. Đa phần á, là mình hay bị cái gì mình hay bỏ lắm. Ví dụ như mình thấy đau chân cái bỏ ngồi thiền, buồn ngủ cái bỏ tụng kinh, buồn cái bỏ đi chùa. Mình hay bị cái này, nó cái đó là cái chướng, mà hãy bị chướng này cái bỏ cái tụng nó dở đi. Cho nên mình nghe cái này để làm chi? Để mình nhắc mình cái gì nó có, nó happen, nó đến với mình là biết cái này chỉ là một phần chướng. Thí dụ như là quý vị thấy chùa cần người, quý vị phát tâm tới giúp, đó là phát tâm bồ đề. Nhưng mà nhớ là mình mới có phát tâm là mới có gieo hạt trồng cây thôi, thì bây giờ muốn giữ tâm này phải làm gì? Phải nuôi dưỡng, phải tưới tẩm. Và muốn nuôi dưỡng tưới tẩm nó thì chúng ta phải nương Phật, nương Pháp, nương Tăng, chứ còn không là cây bồ đề là nó dễ bị bứng gốc lắm. Chỉ cần một người nào người ta làm một điều gì, người ta nói một câu gì là bồ đề của mình bị lung lay liền, hay thậm chí là uống nước. Thí dụ như người nào mà ta tưới tẩm, ta khen mình lên tới đỉnh mây là bắt đầu mình bay bổng như đi trên mây vậy, cũng nguy lắm á. Không, rồi bữa nào hết thần thông nó rớt xuống đau lắm. Cho nên là hôm nay á, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái thiệt thực của sự tu hành là ai trong chúng ta cũng muốn cho cái tâm mình định hết. Nhưng mà cái gì làm cho tâm mình thường bất định? Sân. Con mắt mình thấy là bực bội, cái tai mình nghe là bực bội. Không? Mà khi mình bực bội lên rồi á, thì cái tâm mình nó tán loạn. Cho nên nhiều khi mình nói tôi muốn tu mà tôi gặp cái ông đó tôi không được, ông cứ chọc tôi hoài. Nhiều khi về nhà gặp ông xã nói, tôi muốn tu mà ông để tôi tu. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ổng không phải là cái nguyên do chính, mà tại vì mình chưa đủ định, mình chưa đủ thần thông. Chứ nếu như mình là một ngọn gió kiên cố rồi thì gió nào lay động được mình? Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu đó: như hòn núi kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Vì vậy thì cái mà mình muốn yên, nhưng mà có những cái thứ nó sẽ làm cho mình bất an là tham, là sân, là si, là tán loạn, là chướng ngại. Năm cái đó nó thường làm cho tâm mình bất định. Thì bây giờ mình muốn định nó, mình phải có năm phương pháp để làm sao giúp trở ngược lại. Mà hễ mà được cái đó thì chúng ta vượt. Cho nên quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bài kinh nói về cái đạo lý duyên sinh của các pháp. Để chúng ta thấy rõ nó rồi đó thì chúng ta vượt tất cả mọi chướng ngại. Nhớ không? Viễn ly điên đảo mộng tưởng, để được gì? Cứu cánh niết bàn.
Sở dĩ chúng ta không có được cái niết bàn viên mãn rốt ráo, cái sự an lạc viên mãn rốt ráo, là vì chúng ta hay bị những cái khác đó chi phối, như tham sân si mạn nghi vân vân. Mê thì là cái đó, tỉnh thì nó chuyển. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mình mê thì mình thấy cái đó nó sai, tỉnh ra thì nó đâu có gì sai đâu, chẳng qua là mình không hiểu nó thôi. Cho nên đối với người tu là sai gì không sai, tất cả đều do cái nhìn của mình. Hễ mình thấy cái đó không hợp nhãn mình là nó trật, mà nó đúng ý mình là nó đúng. Cho nên rõ ràng tu là do cái cách của mình quán chiếu, còn bản chất của sự vật nó là như vậy đó. Bây giờ anh đừng bắt nó thay đổi theo anh, mà cái quan trọng là anh phải thay đổi mình để làm sao mình thích ứng được cái đó. Cái đó mà là cái quan trọng. Ví dụ bây giờ quý vị ở cái đảo này, tự nhiên mùa này mà tuyết, thí dụ vậy đó, thì bây giờ không lẽ ra mình nói ê sao kỳ vậy, bữa nay kỳ vậy, mắng ổng ở trên đó, nhọc công phí sức. Cái quan trọng là mình biết hôm nay trời bất thường, đáng lý mùa này ấm áp tại sao lại có tuyết. Bây giờ thôi, tuyết thì chúng ta phải ứng dụng lái xe mặc áo theo cái tuyết, chứ mình không thể thay đổi được bên ngoài. Cái quan trọng là mình tập, mình thích ứng được hoàn cảnh, thì tập được sống như vậy là mình sống bằng một cách quán chiếu của cuộc sống. Chữ quán là mình nhìn sâu, thấy rõ tất cả các thứ để chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh. Ví dụ ngày hôm qua đó, Pháp Hòa bị sốt, nửa người là nó lạnh khó chịu, đầu rồi nó nhức nặng, thật là nặng. Nhưng mà đâu có nói gì đâu, tại vì sao? Tại show đã lên list rồi, mà mình hai show là phải hai show rồi. Cái quý vị biết là danh sách quy y mà chụp hình nó lấn, chụp hình nó lấn cái giờ quy y, nhưng mà mình không thể nở lòng bỏ những vị đã xin ghi danh quy y. Cho nên Pháp Hòa nói ni sư là gọi các vị nào còn ở đây bao nhiêu người thì làm lễ cho các vị. Cho đến xong hết tất cả chương trình, rồi các vị kia mới nói thôi cho thầy nghỉ. Pháp Hòa nói thôi, mình còn ráng được, nhưng mà hãy để cho đại chúng người ta vui trọn vẹn. Hôm nay người ta bỏ nguyên ngày người ta tới, người ta dự tu rồi, giờ người ta còn chút xíu nữa thôi là người ta chụp một tấm hình kỷ niệm cho người ta trọn vẹn, mà mình cũng trọn vẹn. Quý vị hiểu ý vậy đó. Mình đã tới đây làm Phật sự bằng cái tấm lòng của mình. Người đến với mình trọn vẹn, mình cũng sống với người trọn vẹn. Cái đó là cái cách tu tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi mình hãy đối với huynh đệ mình như vậy. Nhiều khi quý vị đừng có nghĩ lâu, nghĩ ngày thôi, nghĩ đơn giản một ngày thôi. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó. Ví dụ như cái vị đó làm gì đó, nó thôi, mình chỉ có ngày này với người đó thôi. Thế mình nói tôi còn 10 năm nữa thì chắc là để nay tôi làm cho hả cơn giận tôi đi rồi tính. Nhiều khi mình hãy quán, mình chỉ còn một ngày để sống, thì một ngày này mình hãy làm gì cho nó trọn. Quán vậy đó, rồi qua ngày hôm sau nữa mình được ngày nữa là bonus. Đâu ga tê ga tê, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, đến khi nào tới bồ đề mới được ta bà ha. Cố gắng là yết đế yết đế, ba la yết đế là cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm hơn nữa. Cố gắng chưa đủ, cố gắng nữa chưa đủ, cố gắng hơn nữa. Đến như vậy rồi thì gì? Bồ đề là đến cái chỗ rốt ráo tốt đẹp rồi, thì chừng đó mình mới hô lên một tiếng gọi là mừng rỡ cho sự thành tựu của mình, ta bà hà. Cho nên có nhiều vị mới nói bây giờ con đang học, cố gắng cố gắng. Nhiều khi sống với nhau mà không đọc yết đế đẩy nhau ra đảo hết rồi. Quý vị đấy, từ đời sống vợ chồng con cái bạn bè với nhau, tất cả mọi thứ đều phải học câu này hết. Cho nên tại sao nó là đại thần chú,
là đại minh chú, là vô đẳng chú, thấy không? Trừ tất cả mọi khổ. Tại vì nó chỉ có đơn giản thôi, cố gắng, cố gắng. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa, có nói chuyện với một chị Phật tử. Con của mình đó, nó có ba dạng. Đứa con nào mình sanh ra, nó nghe lời mình, nó tùy theo ý của mình hướng dẫn nó, đứa con đó gọi là con tùy sanh. Tùy nó sanh ra và nó đi theo cái ước nguyện của mình, Phật gọi con đó là con tùy sanh. Còn đứa con nào nó sanh ra, mình không dạy nó nhiều nhưng mà nó vượt trội hơn những điều mình dạy, thậm chí nó làm tốt đẹp hơn những điều mình mong muốn, nó làm những điều đặc biệt hơn mình nghĩ, đứa con đó gọi là con ưu sanh, nghĩa là ưu việt, nó là đứa con tuyệt vời. Nhưng đa phần con của chúng ta là gì? Liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là con, đứa con nó dở, đứa con nó đi nghịch với ý mình, mà luôn luôn nó chống bán mình. Thì nếu mình gặp dạng con nào thì mình phải biết rằng mình đang nhận cái phần đó. Nếu mình lỡ gặp con liệt sanh thì mình phải biết rằng đó là nghiệp của nó mà chướng của mình. Nó sống trong cái nghiệp của nó. Thí dụ như nó đam mê cờ bạc, hút sách gì đó, nó sống trong cái nghiệp của nó. Nó lại là cái nợ, cái chướng của mình. Trời, mình thấy nó là mình bực à. Nhưng mà nếu mình bực bội, mình tháo quát thì mình chỉ chồng chất, không giải quyết. Bởi vì mình la nó đâu có thấm, mà chỉ thêm cái bực bội cho mình. Mà trong tăng trưởng cái bực bội của nó là vì nó nghĩ là mình không ưa nó. Thôi bây giờ mình dạy nó, mình khuyên, nhưng mà bên cạnh đó mình sám hối. Nghiệp của nó, nghiệp của mình. Muốn giải đứa con liệt sanh đó, chỉ có tu mới giải được, không cách nào khác. Tu gì? Ái ngữ với nó, từ bi với nó, sám hối nghiệp chướng với nó. Thưa đại chúng, trong đời này mình mà không có nghiệp á, mà đã là nghiệp xấu rồi á, thì nhất định cái nghiệp đó nó chướng mình. Cho nên mỗi ngày chúng ta nguyện tiêu ba chướng, nhớ không? Nguyện tiêu ba chướng chư phiền não đó. Thì ba chướng đó là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Buồn giận tối ngày đó là phiền não chướng. Mà một khi mình buồn giận phiền não người đó rồi thì buộc lòng mình phải làm gì? Phải nói, phải hành động. Thử thời bây giờ mình đi vô công quả, mình bực người nào có nín không? Thế nào không nói à? Không nói thẳng cũng nói lén, không nói một người cũng nói nguyên nhóm hả? Không nói sau lưng cũng nói trước mặt, không nói trước mặt cũng réo vô phòng tôi nói cho nghe. Còn không nữa, về lát phone tôi nói chị. Đó là nghiệp chướng. Bởi vì phiền não rồi, phiền não nó làm chướng mình. Sống bằng cái phiền não đó là nghiệp. Mà một khi phiền não với nghiệp nó kết hợp rồi đó, nó thành ra một quả báo rồi đó, thì chính cái quả báo này nó chướng mình. Mình sống bằng bao nhiêu những cái quả báo nó có mặt. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện tiêu ba chướng chư phiền não. Thì bây giờ phải hòa giải thêm chút, ba chướng đó là gì? Đại chúng nhớ: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng tức là khi nó hiện thành. Ví dụ như cái người mà sống phiền não xong rồi tạo nghiệp riết á, nó thành ra một cái kết quả cho bản thân. Rồi bây giờ thành người này trở thành một cái người đi đâu cũng sống bằng cái báo đó. Riết rồi người ta sợ mình, người ta thấy mình đâu ta né đó. Thành thử ra nếu mà mình biết được như vậy, đó là cái báo chướng của mình. Thì cái báo này là gì nữa? Rồi mình luôn luôn gặp những cái người mà người ta tiếp tục, người ta làm cái điều đó ở nơi mình. Mình nói trời, tôi đâu có làm gì đâu mà tôi bị như vậy. Phải có nó mới vậy. Nhiều khi cái hạt giống mình trồng 10 năm trước rồi, giờ bắt đầu mới nó có trái. Mình trồng một cái hoa, có thể một mùa nó có bông, nhưng mình trồng cây bưởi nó tới mấy năm mới có trái. Thì nó có những loại quả mà tới mấy năm nó mới có, chứ không phải là nó có liền.
Cái gì mà nó có liền đời này, Phật gọi là hiện báo. Nhớ không? Cái gì mà có liền đời này Phật gọi là hiện báo. Còn cái gì mà sau này mới có Phật gọi là hậu báo. Còn cái gì mình làm, mình nhận trong đời này là sinh báo. Dù như giờ mình không làm gì, tự nhiên đâu tới, tới thì là sinh báo đó. Báo chướng của đời này. Còn những cái gì mà mình gặp ngay trong đời xa xa về sau là hậu báo. Chư Phật nói rõ trong kinh hết. Mà nếu mà mình đọc kinh, mình nghe pháp, mình hiểu được những cái đó, cái gì nó xuất hiện mình điểm nó liền, biết tên nó hết. À không, mình biết tên nó để làm chi phải không? Để nó không làm chướng ngại mình. Nó không làm chướng ngại mình. Ví dụ bây giờ mình đang làm gì đó, mình khởi cái tâm, ồ tôi biết cái này là tham nè, cái này là ganh nè, cái này là ích kỷ nè, biết rõ nó. Biết vậy không phải để mình làm gì, chuyển mình thôi. Mà chuyển mình từ 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 vậy thì gọi là tu. Thôi thì trưa hôm nay thăm đại chúng chút, thì có vài lời chia sẻ với đại chúng trên con đường tu tập. Mong đại chúng an vui và tinh tấn trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, có nhiều khi mình ăn một chén cơm đơn giản, nhưng mà chén cơm đó mình ăn bằng cả cái sự vui vẻ đó, thì cái chén cơm nó ngon tương đồng với một bữa ăn rất là thịnh soạn. Thì cái nước đó cũng vậy. Có nhiều khi mình uống nước lạnh mà vẫn vui mà. Uống nước lạnh vậy mà không có gây lộn. Biết tại sao? Có xỉn đâu gây. Còn nếu mình uống cái thứ rượu cao, rượu mạnh gì đó, thế nào cũng có chiến tranh. Tại uống vô rồi loạn tâm, cuồng tánh, mất tự chủ, có gây lộn. Chờ cái nước đó mắc tiền mà lại có sanh chuyện. Còn cái nước lạnh đó, có nhiều khi không tốn tiền, hoặc là mua đi nữa thì cũng rẻ tiền, uống không có mùi vị gì, nhưng mà giữ cho mình bình lặng, tĩnh lặng. Cho nên chỉ nước lọc là hơn tất cả các nước, phải vậy không? Nước trà, nước cà phê, nước nào nó cũng có cái chất khác của nó đâu. Uống trà, uống cà phê nó vẫn có caffeine, nó vẫn có cái gì đó làm cái chất kích thích trong nó. Hay là bây giờ mình uống một cái chai nước nước cam, nước táo ngoài chợ, nó vẫn có cái chất bảo quản trong đó. Và nó vẫn có cái, không phải là thuần túy cam, có thể người ta pha chút đường trong đó, vân vân. Chỉ mình uống nước lọc là bảo đảm. Cho nên ly nước lọc mà đầy đủ hết các pháp. Thì như vậy thì có đầy đủ 8 cái công đức: thần cơ diệu dụng phổ ứng quần tình, thần cơ diệu dụng ứng khắp quần sanh. Chữ quần là đông á, chữ tình là chỉ cho con người. Thí dụ như đây, biết rằng cuộc đời vô thường, nhưng kẻ phàm tình làm sao khỏi lụy. Tức là mình là những người còn có những cái tình cảm của một cái người phàm phu. Mình biết cuộc đời là vô thường, biết hết á. Mấy thầy, mấy sư cô cũng vậy thôi, biết vô thường, biết tùm lum hết. Nhưng mà hễ mà thầy tổ mình mất làm sao không khóc được. Hay là cha mẹ mình mất mình cũng phải khóc chứ. Hay là biết rằng có đến rồi có đi, nhưng mà đến thì vui mà đi cũng phải buồn. Cho nên nó có một cái bài cúng, trong đó người ta có nói một câu: sống chung nhà nhưng thác riêng đường. Sống thì chung nhà nhưng mà thác riêng đường. Đến vui vẻ, khi đi thương tiếc. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào sự quy tụ nó cũng vui vẻ. Hời hợt, hớn hở, hồ hởi lắm. Nhưng mà mới đầu rủ chung phòng rồi đấy chứ. Lát nữa từ từ dọn phòng. Thần cơ diệu dụng phổ ứng quần tình. Ý nói là cái giáo pháp của Phật nó tựa như là bát công đức thủy. Một giáo pháp nào mình thấm nhuần, nó đều đủ 8 cái thứ khác.
thì cái đó nó thần cơ diệu dụng. Diệu dụng là gì? Nghĩa là mình dụng nó một cách rất là linh diệu, rất là uyển chuyển, đa dụng. Duy nguyện thì từ chứng minh Phật sự. Duy nhất con xin nguyện Phật hãy rủ lòng thương xuống chứng minh cho con những cái công việc Phật sự này. Hai chữ Phật sự đó mình cũng để ý lắm. Mình nhớ là khi mình làm Phật sự là mình phải làm bằng Phật tâm. Chứ còn mà làm Phật sự mà không phải mình làm việc thì Phật và tâm phải tâm Phật, thì thế nào nó cũng trật đường này. Có ráng vô khớp một hồi nó cũng bung ra, thì nó có khớp đâu. Cho nên hãy làm Phật sự là phải dụng Phật tâm. Đó là Pháp Hòa nói gọn đó, chứ còn đi sâu nữa còn nhiều thứ nữa. Dù mà làm Phật sự mà không có Phật ngôn, lời nói không có Phật, không có Phật ý, không có cái ý như Phật, không có Phật tánh, không có Phật đạo, vân vân. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử, tức là trên hết là vì các vị Phật tử mà cầu xin sám hối hôm nay đó. Tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, đang ở quyển thứ 8, nhập đàn duyên khởi, như pháp quân tu. Như pháp quân tu là sao? Như cái pháp như vậy mà tu, nỗ lực tinh tấn, gọi là chuyển gia tinh tấn lô phần hương giới. Chữ lô là gì biết không? Lô là cái gì? Là lô tô đó. Chữ lô là cái lò. Thí dụ mình đọc là lư hương xạ nhiệt, nhưng mà chữ ngày xưa đọc là lô hương xạ nhiệt. Ví dụ như bây giờ mình đọc là lư hương xạ nhiệt rồi pháp giới mông huân. Nhưng mà nếu đọc theo ngày xưa là lô hương xạ nhiệt pháp giới mông huân. Lô phần tức là trong cái lò hương này đốt cái hương lên, hương này là hương giới. Thí dụ như hồi xưa ta không thắp nhang cây, rồi ta thắp nhang trầm, ta thả trầm ở trong đó, đó. Thì khi mà khói xông từ cái bình trầm đó đó, đó đúng nghĩa là lô hương xạ nhiệt đó. Trong lò hương khói bốc lên, khói nó bốc lên làm cho khắp pháp giới này đều được thấm nhuần cái hương thơm của cái mùi trầm thơm đó. Giải bây giờ nè, trong này mới nói nè, chuyển gia tinh tấn, tức là hết lòng nỗ lực tinh tấn, lò đốt hương. Hương này có mấy hương? Hương giới, hương giải thoát. Theo như bài này, bởi vì hương thì có 5 phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nhưng mà trong bài này xài 2 thứ hương trong 5 hương là hương giới và hương giải thoát. Hương Phật, lô Phật, lô phần giới hương, giải thoát hương, chúc tán kim hoa. Bây giờ bắt đầu nói tới hoa nha. Hoa có mấy loại? Kim hoa, ngân hoa, mạn thù hoa. Đây là những cái loài hoa quý trong đó. Hoa mạn thù này là đặc biệt lắm. Có nhiều khi có những loài hoa mà 3.000 năm mới nở một lần. Không? Mà hễ mà ở trên đời này mà hoa đó mà nở á, nghĩa là trên thế gian này sẽ có một người đặc biệt giáng trần. Đăng nhiên lục thọ, tay rải hoa vàng, hoa bạc, hoa mạn thù, cây ngọc đèn treo mâm vàng quả hiến. Quả hiến kim bàn, đăng nhiên lục thọ, đầu thành bách bái ư kim dung. Bách bái là nhiêu lại? Trăm lại. Kim dung là ý nói là cái dung nhan của Phật á. Dung nhan của Phật á, sáng đẹp như là vàng, cho nên gọi Phật còn được gọi là kim dung. Còn mình bây giờ mà giỏi lắm là cái gì dung? Phù dung.
Hồi sáng Pháp Hòa đảnh lễ đó, và đọc cái bài đó: trên đài sen báo trong ánh hào quang, đức năng nhân tướng hảo huy hoàng, đấng đại giác từ bi viên mãn. Đó là một trong những bài ca ngợi Đức Phật đó. Thay vì quý vị tụng Pháp Vương Vô Thượng Tôn hay đấng Pháp Vương Vô Thượng, lâu lâu mình đổi bài khác, đổi đi mình nhớ, không quên. Rất nhiều bài tán Phật, hàng trăm bài chứ không hết. Thì trong đó có một bài đó: trên đài sen báo trong ánh hào quang, đức năng nhân tướng hảo huy hoàng, đấng đại giác từ bi viên mãn. Đầu thành bách bái ư kim dung, khẩn thiết nhất tâm ư bảo tướng. Đấy, bảo tướng cũng là nói đến tướng của Phật đó. Tướng của Phật đó là bảo tướng. Bày tỏ tội cấu của nhiều đời, trần lộ đa sinh chi tội cấu. Chữ trần lộ là mình bày tỏ ra, phát lồ ra. Giống như mình nói con xin phát lồ sám hối. Phát lộ cũng được, phát lồ cũng được, nhưng mà thường mình xài chữ phát lồ. Cũng giống như bệnh mà xuất mồ hôi hạn là hết bệnh. Thì trong chùa cái chữ phát lồ là khi mình làm gì sai mình nói ra cho người ta biết, phát lộ. Giống như bây giờ mà ngoài đời người ta kêu là tự giác á, là mình tự mình phát lồ ra, mình nói cái điều đó ra. Tiêu trừ lụy thế chi khiên vương, tức là mong mình được tiêu trừ lầm lỗi của nhiều kiếp. Chữ khiên vương là lầm lỗi. Ai mà tụng sám quy mạng tiếng Hán là có biết chữ này đó: đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê luân tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, luật căn luật trần vọng tác vô biên chi tội. Nhất thiết khiên vương là tất cả các cái lỗi. Thiết niệm cầu sám hối đệ tử, tự tùng hữu thức dĩ chí kim sanh. Con nghĩ rằng, thiết nghĩ, chữ thiết niệm là thiết nghĩ á, đệ tử chúng con từ lúc có chút xíu hiểu biết, gọi là tự tùng hữu thức. Từ lúc có hiểu biết á, có hiểu biết gọi là hữu thức á, có một chút hiểu biết á. Thí dụ hồi nhỏ mình chưa biết phân biệt, chứ khi mình lớn lên biết một chút phân biệt trai gái ngon dở rồi đó, cho tới bây giờ dĩ chí kim sanh. Từ lúc con biết cho tới bây giờ hướng về tám tà đạo. Thì trong này nói là sao? Bội bát chánh nhi hướng bát tà, thấy không? Chữ bội là gì? Đẩy ra, phản bội á. Gọi là bội bát chánh, tức là mình bỏ đi cái điều tám điều chân chánh mà lại hướng về bát cái tà. Cái cách tu của mình á là, quý vị nhớ và hay nhắc cái chữ này nè: mình là cái người mà bội trần hiệp giác, bỏ đi cái trần để mình hợp với cái giác ngộ. Nhưng mà nếu mình không có đúng, mình làm không khéo thì mình làm sao? Bội giác hiệp trần. Mà khi mình bội giác hiệp trần là tâm mình, cái đời sống của mình bắt đầu nó dở đi. Từ lúc mà con có một chút hiểu biết cho tới bây giờ, thường hay bỏ đi tám cái điều chân chánh mà hướng về cái điều tám cái điều tà, dẫn khởi tam thiên hình thích, mở ra đủ thứ trong gai, tuần bát tham nhi mê bát giải, xuôi theo tám cái ham muốn. Tám ham muốn là gì? Ham ăn, ham uống, ham chơi, ham ngủ, ham tiền, ham nhạc, ham coi nhìn, ham cuộc sống. Đó là tám cái ham muốn. Thí dụ như thường thường mình đó là
trong cuộc sống mình là có năm cái muốn, nhưng mà có những cái muốn, cái chữ muốn này là cái chuyện bình thường, nhưng mà mình đó không có biết đủ, mình không bao giờ mình nhận cái đủ, mình đa phần là lấy cái hơn. À, cho nên trong này gọi là vậy đó: bội bát chánh như hướng bát tà, dẫn khởi tam thiên hình thích, tuần bát tham mê như bát giải. Chữ bát giải này á có nghĩa là bát giải thoát, bởi vì cái bài tám giải thoát này nó rất là dài. Nếu nói đó là hôm nào mình sẽ học riêng cái nó, nhưng mà ở đây có một ví dụ như là nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Nếu nội tâm nghĩ đến sắc chất sẽ dẫn đến tham tâm, vì vậy hãy quán bên ngoài đầy dẫy bất tịnh. Cho nên trong này mới dạy mình là nội hữu sắc, nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Đó là một trong bát giải thoát đó. Ví dụ ha, bây giờ đưa một cái ví dụ như bây giờ trong lòng mình ham tiền, trong lòng mình khởi lúc nào cũng muốn tiền, thì bây giờ muốn giải thoát cái bên trong đó không? Thì mình phải quán tiền là bạc, tiền nó làm hư con người, tiền mà nếu không biết xài là ân nghĩa nhân nghĩa gì mất hết, thậm chí vì tiền mà mất tư cách, vì tiền mà mất đạo nghĩa, vì tiền mà mất tình nghĩa. Quán cái đó để mình giải thoát cái nội sắc tưởng, cho nên gọi là bát giải thoát. Bát giải thoát là tám thứ giúp cho mình giải thoát, trong đó có một cái gọi là nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. À, bây giờ mình thí dụ bây giờ mình thích mình người mình là thích chuyện nam nữ thì phải quán vô thường, quán bất tịnh. Có nhiều người ta quán cái quán bất tịnh, người ta đi vô trong cái bãi tha ma, người ta ngồi trước một xác chết của một cô gái đẹp. Từ lúc mà một cái thi thể nó mềm, đó qua chín giai đoạn á, nó mềm cái cơ thể đó, thịt bắt đầu nó bủng ra, rồi mùi hôi bắt đầu nó bốc lên, dòi bắt đầu nó tới nó đục, đi qua chín cái giai đoạn như vậy. Mà quán đến khi nào á mà cái người đó ngồi như vậy mà bắt đầu họ run lên là họ thành tựu được cái quán vô thường, quán bất tịnh. Nghĩa là họ quán, họ đến độ họ ghê sợ đến mức độ là họ đang ngồi trong trạng thái thiền mà người họ nó run, nó thấy dơ, nó thấy gớm, nó thấy sợ đó. Cái đó là giờ mình quán đâu có nổi. Cho các vị mà các tổ hay nói thôi bây giờ ông quán không nổi thì ông hãy kiên tu cái pháp dễ nhất đi, ông tu niệm Phật. Ví dụ bây giờ làm sao quán nổi, phải không? À, thứ hai là nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc. Tức là tuy nội tâm không nghĩ đến sắc, song muốn cho tâm không tham thêm kiên cố nên vẫn hằng quán tưởng các ngoại pháp đầy bất tịnh để tham tâm vĩnh viễn không sanh khởi. Nội vô sắc tưởng, dù bên trong không có những cái sắc tưởng nhưng vẫn tiếp tục quán ngoại sắc để giải thoát. Nếu mà lỡ mà có thì quán vô thường, quán bất tịnh, mà lỡ mà nó không có cũng phải quán nữa, để chi? Để cái sự định nó kiên cố không khởi, không bóng. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ, nhất tâm quán tưởng các sắc quang minh thanh tịnh kỳ diệu, gọi là tịnh giải thoát. Khi quán tưởng tịnh sắc này khiến tham tâm không thể sanh khởi, chứng minh tâm tánh này đã giải thoát nơi thân. Thí dụ như mình quán cái tịnh giải thoát thân để mình chứng được cụ túc, cái trụ ở trong đó. Cho nên cái này nó trải qua 8 cái giai đoạn quán như vậy, cho nên gọi là bát, có trong kinh nó gọi là bát giải, nhưng mà nói đúng ra là bát giải thoát. Hoành sanh biên giới không hoa. Quý vị biết cái chữ không hoa đó là những cái hoa đớm. Cái này là toàn là từ ngữ Phật học không à?
Thí dụ như trong kinh Lăng Già có một câu, Phong Hòa quên câu đó mà quý hòa thượng hay dùng để mỗi lần mà khai thị cho một người mất. Thế gian hư à, thế gian ư sanh diệt, ví như không hoa. Ý muốn nói là cái cõi thế gian này, cái chuyện sống chết á, chuyện sống chết cõi đời này giống như hoa đốm mà hư không. Thấy người đó sống mạnh khỏe, nhưng mà cái chết có thể đến với họ không? Có thể. Cho nên giống như hoa, đây thấy đó mất đời. Thế gian ư sanh diệt, ví như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, như hương đại bi tâm. À, nhớ rồi đó. Nếu mà mình được cái trí, mình được cái trí là thấy được cái không cái có đó, là mình có được lòng từ bi, làm cho lòng từ bi mình hưng thịnh đó. Quý hòa thượng mỗi lần mà đến khai thị cho một lão hòa thượng, một vị nào xuất gia mất đó, hay đọc cái bài đó. Tại vì cái bài đó là một cái bài quán, mà phải nói là những bậc tu tập mới thấy được cái đó. Thế gian ư sanh diệt, sự sanh diệt trong thế gian này ví như hư không hoa. Nói tóm lại, người ta hay ví dụ cuộc đời này như hoa đốm hư không. Thấy đó mất đó, còn đó tiêu đó, đến đó đi đó, trẻ đó già đó. Bây giờ nhiều khi quý bác có bao giờ ngồi rùng mình, trời ơi, tôi đã trải qua 80 năm không? Mà bây giờ 80 năm mà còn được vậy thì biết là mình cũng khá lắm rồi. Chiếc xe này cũng được lắm rồi, xài 80 năm rồi. Hỏi có bệnh gì không? Cũng chút chút thôi chứ chưa có gì serious lắm. Là biết là xe này đi lúc đi có giữ, có chùi rửa, có thu nắp, có thay nhớt rồi thường xuyên. Vị bác thức chi sở duyên, lấy tám thức làm sở duyên, dùng tám gió làm sở chuyển. Tám gió là gì? À, bát phong đó. Lợi suy hủy dự sinh cơ khổ. Có khi người ta nói vậy nè, được với mất là một cặp, vui với buồn là hai cặp, là gì nữa, khen với chê là ba cặp, khổ đau hạnh phúc là bốn cặp. Mà bốn cặp đó tám thứ. Và con người á, trong kinh thường gọi cái đó là những cái thăng trầm của con người đó. Mà thật sự mình thoát không nổi. Thật cả đời mình thoát không nổi, là bởi vì thế nào mình cũng được khen và được chê, thế nào mình cũng được có những cái gọi là khổ đau hạnh phúc, thế nào mình cũng sẽ có những cái được với mất, phải không? Thế nào cũng có những cái gì vui với buồn, làm sao thoát? Cho nên mình không có thoát được bát phong. Nhưng mà quan trọng là mình định phong. Định phong là gì? Biết dừng lại, biết trụ vững trước những cơn gió. Chứ làm sao mà không bắt không được. Nội cái chuyện mà đừng có nói chi mình sống ở đời mình làm cái gì đó. Nội cái chuyện mình quý thầy mà nói đạo lý, nói Phật Pháp thôi. Quý vị đi mở YouTube lên, bài giảng đó 100 người khen cũng có 30 người đưa ngón tay xuống. Cái mình mới thắc mắc, ủa người ta giảng Pháp không còn có gì đâu chế. Rồi thôi giờ ông thầy đó ông nói thì nhiều khi cũng tư kiến của ông đi. Giờ ông thầy đó ông mở kinh ra ông tụng. Tụng kinh là tụng y với trong kinh tụng thôi, mà cũng có chỗ ông dày, cũng có chỗ ông dày. Ông nói trời ơi, tôi tránh phong thoại không, tôi không dám nói gì riêng tư, tôi mượn cuốn kinh ra tôi tụng thôi. Thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ cái người mà người ta tụng, mà người ngồi quỳ không hiểu gì hết. Cái nhiều khi không hiểu gì hết mà sao biết không? Không khen, không chê. Còn hiểu một chút có bắt đầu khen chê, giọng này buồn, giọng kia vui, ví dụ vậy. Cho bây giờ quý vị thấy không? Cái đó không thể thoát. Cho nên á, cái chuyện cuộc đời này nó có 8 ngọn gió là chuyện bình thường. Cái quan trọng là mình có định phong đơn.
uống được viên thuốc nó vô rồi á, gió gì nó thổi mình cũng vững. Thí dụ như nó khen mình ha, cái mình tạt lên trên nóc mình ngồi chút. Nhưng mà lúc mà nó có định phong là nó tạt cái là lên á, hay là nó đẩy cái là xuống á. Ở đây có ai mà đi ra đi bộ những cái ngày mà gió mạnh đó, nó muốn tạt người mình văng vậy đó. Nhưng nhờ mình những cái bước chân mình đi á, là nó không lay được mình. Chứ còn không là mình mà thả lỏng con người mình chút cái là sao, nó bạc bạc mình ra vậy. Thì những lúc Pháp Hòa đi đường mà thấy gió vậy, Pháp Hòa nhớ vụ định phong đơn. Phải có duyên định phong. Định là trụ lại, đơn là thuốc, uống một viên thuốc. Đó là chuyện thật sự trong cuộc đời này, là khen chê không thể tránh. Hôm rồi ở trên chùa khóa tu mùa xuân vừa rồi, có một Phật tử hỏi làm sao để mà con đừng có trong cái sống trong cái nỗi lo sợ là khen chê rồi được mất rồi vậy đó. Pháp Hòa nói thật sự cuộc đời này nè, nói cung chữ thôi là mang tiếng. Nhưng mà tại vì mình định nghĩa cái chữ, ví dụ người đó mà làm tốt cái người ta khen quá trời, cái mình nói người đó làm gì, nổi tiếng. Mà người đó mình bị ta nói gì cái mình không cất chữ nổi tiếng bên đi, mình xài chữ mang tiếng. Nhưng mà thật sự mình muốn xài chữ nào cũng được. Thí dụ nói trời ơi thầy đó ông giỏi lắm nghe, ông mang tiếng dữ lắm. Thật ra mang tiếng cũng được nữa, mang tiếng tốt. Nhưng mà tại xưa nay mình đã quy định rồi, chữ mang tiếng là dành cho việc xấu, chữ nổi tiếng là dành cho việc tốt. Nhưng mà thật sự ra hai chữ đó xài cỡ nào cũng được đó. Trời ơi, cái ông đó nổi tiếng này hỏi trời cái gì? Ăn cắp. Quậy. Thì cũng là một dạng nổi tiếng vậy. Thật ra là tại mình quy định cái chữ à. Chứ còn thật sự ra, thưa đại chúng, thì nhiều khi quý vị mới nói, ô, Pháp Hoài hay nói đùa. Mấy vị nói, trời ơi, thầy nổi tiếng ở Việt Nam lắm nha. Nói không. Mình sống mà không mang tiếng là đã mừng phải không? Nhưng mà chuyện mang tiếng là chuyện bình thường. Tại vì có 10 người khen cũng phải có người chê. Bây giờ tóm lại, sống đừng có thẹn lòng mới quý. Còn chuyện mang hay nổi, đó là chuyện sẽ có. Mình sống mà đừng có thẹn lòng mình á, cái đó mới quý. Còn cái chuyện mình mang tiếng, mình nổi tiếng là chuyện không thể tránh. Nhưng mà tại mình quy định chữ thôi, chữ này là tốt, chữ kia là xấu. Ví dụ có cái em đó, nó đâu biết tiếng Việt nhiều đâu. Nó nói thầy, thầy có biết thầy con không? Trời ơi, thầy con mang tiếng khắp nước luôn á. Ý nó nói nổi tiếng mà nó không biết xài. Nhưng mà thật sự nó nói cũng đúng, chữ mang cũng được nữa. Nhưng mà tại mình cứ quy định, hễ ai chê mới kêu là mang tiếng, khen kêu là nổi tiếng. Nhưng mà nổi tiếng cũng được bằng hai trường hợp, nổi tiếng tốt, nổi tiếng xấu gì cũng được hết. Mà nói cho cùng có tiếng gì đâu mà nổi. Mà hãy nổi là cái đối tượng của cái đối là với chữ nổi là gì? Xẹp, chìm. Nổi là phù, chìm là trầm. Cuộc đời phù vú, phù là nổi, nó đi vậy nè. Cho nên cuộc đời này là nổi chìm bình thường đó. Thế có người lên là phải có người xuống, chứ hai người lên chết nhỏ gì. Hai cha con đi mua con lừa, dẫn đi thì hai bạn sớm nói hai cha con này ngu tột độ, đi mua con lừa mà không chịu cởi, dẫn đi khơi khơi. Hai cha con nghe có lý, ông cha leo lên, thằng con dẫn đi chập cái đấy, ông già bất nhân, leo lên đưng con lừa đi để thằng con trai đi bộ. Ông nghe cũng hay, tụt xuống cho thằng con trai lên đi chập. Hàng xóm nói, đúng là con thời nay bất hiếu đáo để. Con leo lên con lừa mà để cho cha đi bộ à, nó nghe cũng có lý. Nó tụt xuống, rốt cuộc hai cha rồi. Một lát sau cha cũng được, con cũng được, thôi hai người mình leo lên đi một chập đó. Ác quá trẻ. Một con lừa mà hai người khai cái mạng lên đó. Rồi hai cha con tuột xuống. Vậy mà cứ đi hết cuộc đời. Giống mình không? Y hệt rồi.
Trời ơi, bữa nào mà đắp y ra cái Phật tử nào mà khen y thầy đẹp nghe đắp mãi rồi em mà nói trời y xì xấu quắc là đừng hòng thấy bộ đó nữa. Cái cuộc đời mình vậy, mình mà mang giày mang dép mặc áo thậm chí kiểu tóc cây kẹp cái gì mình xài mà ta khen cái con đeo hoài, bản thân không biết có đẹp không nữa. Nhưng mà phải người ta xác định. Cho nên mình vẫn chưa tin nổi cặp mắt mình, mặc dù cái đó là mình mua, mình đeo vô mình thích đó, nhưng mình vẫn chưa tin. Đi về nhà đeo vô đẹp không, đẹp không, mẹ ta nói đẹp cái là đeo tiếp, tôi mua đó cho tôi lựa dữ lắm mà. Nhưng mà hễ mà ta chê một cái á, tại nó cho tôi phải lấy. Mà hễ mình vẫn chưa mình vẫn chưa tin mình, thậm chí mình đã thử vô rồi, mình trả tiền cái đó rồi, mình đeo vô mình thấy được rồi, nhưng mà về mình phải nhờ người khác xác định cả. Mà người ta khen một cái thôi là mình tiếp tục. Vị bác thức chi sở duyên, tùy bác phong chi sở chuyển. Con người mình đó là nó cứ di chuyển tại tại tám cái gió, như hai cha con nãy vậy, chuyển suốt. Cái cô đó cổ quyết định rồi, con bây giờ là con nguyện ở vậy không chồng, tại con thấy rồi mấy bà chị con là ai có chồng cũng khổ hết trơn, thôi con ở vậy. Ở đâu được 40 tuổi rồi cái hàng xóm xù xào, bởi vì nó vô duyên, tới giờ này chưa có móng nào rước hết. Thế là bắt đầu nó đi kiếm móng. Rồi nó nghĩ thôi nó 40 tuổi rồi, giờ sanh là cực lắm á, thôi không dám sanh con. Cái bắt đầu hàng xóm rù rì, cây độc không trái, gái độc không con. Rồi nghe vậy cái đầu sanh con. Hãy sanh con xong rồi một đứa hai đứa, mà khi mà mình sanh con nhiều quá thì mình phải tất bật lo cho con, thì không có trang điểm. Không có trang điểm thì bắt đầu người mình nhìn nó xấu xí đi. Bắt đầu chồng không có ngó ngàng gì nữa, cái bắt đầu ổng có bồ. Ổng có bồ về cái nói với cổ, cái cổ nó hô kệ, trời ơi tôi giờ tôi lo mấy đứa nhỏ. Bởi vậy ớt mà không cay, đàn bà mà không biết ghen chồng là không được, bắt đầu học ghen. Rốt cuộc mình cuộc sống của mình là không có gì của mình. Thậm chí này nè, đừng nói chi chuyện đời sống vợ chồng, nổi cái chuyện ông Phật mình thờ thôi. Ta vô ta nói trời ơi tại sao con lại thờ Quan Âm đứng, con thờ Quan Âm đứng cực khổ lắm con biết không, tại vì sao đứng hoài không ngồi lấy gì nhàn nhã con. Hèn chi từ ngày con thỉnh bả về cũng khổ quá. Rồi ôm cái tượng đứng lên chùa, xin thầy cho con cái tượng ngồi. Tượng ngồi cái ngồi tréo chân á, Quan Âm ngồi tréo chân. Bà khác vô, trời ơi mô Phật, con ơi con đừng có thờ cái tượng ngồi này cực lắm con biết không, bởi vậy lúc này con thấy con xui không bị vừa con réo ngày đứng dậy nó lâu. Con phải thờ Quan Âm mà tự tại. Hỏi Quan Âm tự tại là sao? Một chân co lên chân duỗi xuống á. Hỏi cái tướng là tướng gì? Ready to go. Bây giờ quý vị thấy Quan Âm kiểu đó không? Thật ra Quan Âm đó người ta kêu là cái Quan Âm tự tại, cái dáng ngồi rất là tự tại. Mấy bà suy diễn sao Quan Âm ready to go. Thở tay chân xuống hỏi chi sẵn sàng, hễ con kêu là đi liền. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là nội nhiêu đó thôi là mình thấy chính mình thờ Phật thôi. Mà mình cũng không yên là gì, mình người ta tới là đói là mình làm theo. Đang tụng chú Đại Bi ngày năm biến vậy đó, ai mà tới nói trời ơi không có được tụng chú Đại Bi, tụng riết khùng á. Rồi cất chú Đại Bi, nghe tụng kinh Địa Tạng, đúng có tụng Địa Tạng, trời ơi tụng Địa Tạng là âm binh nó vô nhà dữ lắm á. Cất kinh Địa Tạng thì mình không có một cái gì gọi là trụ của mình hết á, cứ người ta thổi mình, cái đó gọi là tùy bác phong sở chuyển, ta chuyển mình cái một à. Cho nên thưa đại chúng, quý vị có nhớ Pháp Hòa hay nhắc đại chúng cái chữ tri thức không? Tri là người biết mình, thức là người hiểu mình. Nhiều khi trong cuộc đời này á, mình biết người rất là nhiều, hiểu được mình không có mấy người đâu. Cho nên đó người xưa có câu nè,
quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm có mấy người, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Cho cái câu trong này nè, tùy bát phong chi sở chuyển là vậy. Bát phong là một biểu tượng tám ngọn gió, chứ còn cuộc đời này hằng hà sa số gió, chứ không phải chỉ có tám ngọn gió vậy đâu. Nhưng mà căn bản là khen trước mặt, chê trước mặt, khen sau lưng, chê sau lưng. Nổi cái chuyện mà mình đi chùa mình quy y thôi, trời ơi, tại sao quy với ông thầy đó, là bắt đầu đi kiếm thầy khác xin pháp danh. Hoặc là nhiều khi mình không hiểu được cái pháp danh của mình. Nhớ không, rồi có một cô Phật tử ở đây, cổ có cái pháp danh gì, không Denver, cổ có pháp danh là không nhớ không gì đó. Cho nên nhiều khi cái pháp danh đó mình không, người ta không có hiểu, người ta chọc mình cái tên đó. Do mình hiểu được cái ý nghĩa rồi là mình thấy thật sự ra cha mẹ đặt tên hay là thầy tổ mình đặt tên là ta có suy nghĩ chứ, ta đâu phải ta đặt tầm bay tầm bạ, tại mình không hiểu thôi, chứ còn mình hiểu cái nghĩa. À phải không thích không? À, không thích. À đúng rồi, hay quá. Có cái cô đó, cô hỏi, cô nói bạch thầy, pháp danh không thích thì sao? Pháp Hòa thì tưởng đâu là cổ không thích pháp danh, ở đây không thích thì thôi. Cậu nghe một hồi cậu tức quá trời, cậu giơ tay cậu nói dạ con không phải, tên con là không thích. Nhưng mà lúc mình nghe mình tưởng là cậu không thích cái tên của cậu. Trời ơi, mình dặn gân, mình dẫn giải một lô gom gọn là con câu là tên con là không thích, chứ con không phải là con không thích tên con. Không thích là người thích không. Cho nên người đó mà có gì mình lên mình lấy là tao vui lắm. Giờ quý vị nhớ ha, thí dụ như khi nào á trong cuộc sống mình á mà mình bị một cái gì mình đang làm mà tao chuyển mình á, là mình biết là mình bị, mình nhớ tới câu kinh này liền, tùy bát phong chi sở chuyển. Có nhiều khi mình biết cái đó là sai á, mà tại vì tự ái dân tộc quá làm tới. Mình làm lại ngược là mình bị người ta nghĩ là mình không biết sao. Mình biết là mình trật nhưng mà vẫn làm luôn. Cái đó cũng là một cái khổ đó. Có nhiều khi là mình biết mình trật rồi đó mà vẫn cãi tiếp, tại vì lỡ rồi. Mình lỡ leo lên lưng cọp mình cãi rồi, giờ mà quay lại nữa là người này sẽ từ đây về sau mình hết làm ăn với người này đó. Nhất là với ông chồng nha. Nhất là với bà vợ mình nha. Tà bát cấu chi dị nhiễm. Bát cấu là gì? Là tám món dơ bẩn nè. Một là thân dơ, khẩu dơ, ý dơ. Bốn là bất hiếu cha mẹ. Năm là không kính thờ sư trưởng. Sáu là không cứu giúp kẻ bần cùng. Bảy là không săn sóc người đau ốm. Tám là không thương xót chúng sanh. Cái đó gọi là bát cấu. Nghe kịp không? Bát cấu là thân cấu, khẩu, ý, ba cái rồi. Bốn là bất hiếu. Năm là không kính thờ sư trưởng. Sáu là không cứu giúp kẻ nghèo cùng. Bảy là không săn sóc người đau ốm. Tám là không thương xót chúng sanh. Rồi thưa đại chúng, tám cái này có khi còn gọi là bát điền, bát phước điền, tám cái ruộng phước đó. Tùy bát phong chi sở chuyển, bát tà chi cấu chi dị nhiễm, bát khủng nạn chi nan đào. Quý vị biết chữ khủng á, nghĩa là làm cho mình sợ, khủng bố. Chữ khủng là khủng bố. Nạn là gì? Nạn là tai nạn. Thì thường thường người ta gọi là tam đồ bát nạn, phải không? Thì bây giờ thật ra bát nạn á, nó gồm có tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mình sanh vô địa ngục là một nạn, sanh vô ngạ quỷ là hai nạn,
sanh vô súc sanh là ba nạn, sanh trước Phật là bốn nạn, sanh sau Phật là năm nạn. Là gì nữa? Thế trí viện thông là bảy nạn, đuôi điếc câm ngọng là tám nạn. Nhưng mà thường thường người ta hay kêu là tam đồ bát nạn, nghĩa là người ta nói ba phần đầu của bát nạn đó rồi. Giống như hồi sáng mình học á, năm anh em ngài Kiều Trần Như, thì ngài Kiều Trần Như là một trong năm, thì chỉ còn nói bốn nữa thôi. Hay hồi nãy mình nói thiên long bát bộ, thiên lạng bộ, long là bát bộ, chỉ cần nói sáu bộ nữa thôi. Nhưng người ta thường hay nói thiên long bát bộ. Thở đây cũng vậy, khi chúng ta nói là tam đồ bát nạn, thật ra thì tam đồ không phải là riêng, bát nạn là riêng, mà tam đồ là ba trong tám nạn. Tám cái tai nạn của con người, của chúng sanh là gì? Sanh vô địa ngục, sanh vô ngạ quỷ, sanh trong súc sanh. Địa ngục thì chịu khổ, ngạ quỷ thì chịu đói, súc sanh thì vô minh. Thế sanh vô ba cái loài đó là mình thấy khổ rồi, là phải ba không? Rồi bài thứ tư là sanh trước Phật. Tại vì sao? Sanh trước Phật thì không được gặp Phật, mà nếu sanh sau Phật thì cũng không được gặp Phật, là năm rồi. Thứ sáu là mình sanh ra mà đuôi điếc câm ngọng, một trong bốn cái đó. Rồi cái thứ bảy là, thứ tám là gì? Là thế trí biện thông, là mình có nhiều quá những cái hiểu biết của thế gian, của riêng tư mình, để rồi mình không tiếp nhận được những cái hay, cái đẹp của người khác nữa, là một cái nạn. Phải vào ví dụ vậy nè. Ví dụ ngoài đời mình tiến sĩ, mình học rất là cao, ví dụ đi, khi mình đi vô chùa mình tu á, là mình quên đi cái bằng cấp đó. Tại vì khi con đường tu nó khác với con đường tiến sĩ, không thể lấy cái bằng cấp học vị ở ngoài đời đem vô ứng dụng trong đạo được. Tại vì đây là con đường tâm linh, chứ không phải là con đường của bằng cấp. Mà con đường tâm linh là gì? Phải nhẫn nhục chịu đựng, phải chịu cực khổ để đạt được cái con đường đó, thì cái bằng cấp đó nó không dính dáng gì đây hết. Còn nếu có chút xíu tạm tạm vô trong bồi, trong cái vật học thức, quý vị nhớ là mình tu chứng là nhờ trí tuệ chứ không phải do học thức. Trí tuệ khác trí thức. Trí thức là do mình học mình biết, trí tuệ là do tu mà được. Vậy thì người chứng đạo là do tu chứ không phải do học. Không ai chứng đạo mà do có bằng cấp hết. Người đó thẩm thấu, người đó đạt được cái trí tuệ tuyệt vời là nhờ người đó có quán chiếu tư duy do trí tuệ có học. Phải qua ví dụ như Đức Phật á, ngài ngồi thiền á, ngài ngộ ra được á cái tánh, cái tánh không của các pháp, là tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này bản chất nó đều là không. Sở dĩ nó có là do nhiều cái hợp lại, chứ bản thân nó một mình nó không có được gì hết. Ngài thấy được cái đó do cái gì? Có ai dạy ai học đâu? Do trí tuệ và quán chiếu. Ví dụ như mình nói nè, cái chùa này tôi xây á, nói nghe thì tạm được trong cuộc sống hàng ngày vậy thôi, chứ còn nếu mà suy chứ nghĩ cho cùng, chùa này một mình xây được không? Đâu được. Thậm chí bây giờ mình có bạc triệu nhưng không có cát, không có xi măng, không có gạch, không có tôn, không có đủ thứ các thứ, thì tiền đó cũng vô ích, không làm được gì hết. Cho nên một người không làm được gì hết. Vì vậy thì Đức Phật thấy các cái pháp hiện tượng sự vật là do duyên sinh. Mà cái gì mà do duyên sinh thì tạm có chứ không phải là thật có. Mà là cái gì cũng tạm có thì cái mình không nên dính gì hết. Có thì dùng. Thậm chí một cái món đồ mình rất là nhẹ nhàng, rất là quý báu mình để lên, nhưng có thể lỡ tay quơ cái nó bể, không nói được. Duyên sinh mà. Nhớ là tất cả các pháp do duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì tạm có. Này, thân mình là duyên sinh nè. Đầu tiên là tinh cha huyết mẹ nè, đó là mình tạm nói bắt ngay nguồn đó nha. Chứ còn sâu nữa là mẹ từ đâu ra, cha từ đâu có. Bây giờ tạm thời mình
cắt ngang chỗ đó đi. Tinh cha khuyết mẹ, mình từ cái trứng nhỏ do vô thường, phải không? Tháng thứ nhất dường như sữa lại gì, tháng thứ hai như cục huyết ngưng, vân vân, cho đến 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Rồi lúc ở trong cái một cái trứng nhỏ, ráng nuôi cho nó thành một đứa con trong bụng, rồi do vô thường đủ ngày đủ tháng nó sinh ra, rồi bắt đầu ngang nó chấm dứt, rồi bắt đầu đến cái kỳ bắt đầu khi nó ra đời rồi là một giai đoạn mới. Nuôi nó từ một đứa nhỏ, nuôi cho tới nó lớn, cho nó ăn học thành tài, cái thêm hết giai đoạn bây giờ lo vợ lo chồng. Rồi bắt đầu lớn lên, nó theo cái phong trào, nó tô son, nó đổi phấn, nó nhuộm, nó làm gì làm, nhưng mà bản chất trong nó cũng nhăn từ từ hết à. Rồi biết trong cơ thể này uống bao nhiêu thuốc bổ rồi, nó cũng từ từ nó hư hoại, vì là vô thương, vì là biến đổi. Vậy thì cái thân này là duyên sinh, không có gì. Thử bây giờ không có nước sống nổi không? Nhờ sống được là nhờ nước, sống được là nhờ rau quả thức ăn. Thức ăn mà ăn vô là nuôi đất, nước mà uống vô là nuôi nước, hít thở là nuôi không khí, giữ ấm. Cho nên đất, nước, gió, lửa, con người mình còn tồn tại đây là bốn thứ này, nó còn hợp tác. Một ngày nào đó nó ký hợp đồng, nó không hợp tác nữa thì mình bị hủy. Cho nên quán được cái đó, thấy được cái đó là trí tuệ. Đức Phật đâu có đi học bằng cấp rồi 1 cộng 1 bằng 2 bằng 3 bằng 4. Ngồi tư duy thấy tất cả mọi cái sinh khởi của các pháp do trí tuệ. Cho nên mình gọi là Phật thành đạo, hay là chứng quả giác ngộ gì đó. Giác ngộ rằng tất cả mọi hiện tượng sinh vật các pháp trên thế gian này không có cái gì một mình nó có thể được có được. Thưa đại chúng, thậm chí bây giờ mình muốn cắm một bình hoa đẹp thôi, không có mút cắm nó cũng không được. Mút mà không có nước làm sao ngâm nó nở cục mút ra cắm. Mà nếu mà mút có mà không có hoa cũng không cắm được, thấy không? Rồi không có lá, rồi không có không khí. Nói chung là một cái bình hoa này cũng biết bao nhiêu duyên sinh trong này. Ôi pha trà dễ mà, 2 phút có bình trà. Không có nước sôi lấy gì có trà, có nước trà. Có nước sôi có điện, không có trà lấy gì có nước trà. Rồi bây giờ có trà, có nước sôi, không có cái bình pha lấy gì có nước trà, vân vân. Hỏi trà ngon mà không có người uống biết nó ngon cỡ nào. Rồi người đó cũng uống, mà giờ người đó cái lưỡi nó hết biết vị rồi thì cũng chẳng biết ngon gì. Quý vị thấy không? Cho nên cái đó là mình mà đem những cái học mình đem vô mình phân, thì mình đem cái thế trí viện thông vô không được. Ngày xưa ngài Huyền Trang á, Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang, ngài đi đến Ấn Độ á, khi mà đến đứng trước cái tượng của Đức Phật Niết Bàn, ngài thốt lên 4 câu: Phật tại thế thời con trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại thế thời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, không thể thấy được sắc vàng của Như Lai, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Áo não thử thân, buồn thương cái thân này đa nghiệp chướng. Đó, nhiều khi nhà mình chỉ ở có cách đây nửa tiếng thôi mà tới không được khóa tu, tại không ai chở, hoặc là sức khỏe không cho phép. Quý vị thấy không? Cho nên đâu phải là, nhưng mà có những người, người ta ở ngàn cây số ta vẫn tới được, ta không có bị chướng. Còn mình sát bên bị chướng vẫn không đi được. Giáo pháp bây giờ nằm đầy ở trên YouTube hết, nhưng mà mình bị chướng là lại không thích nghe cái đó, cho nên cũng bình thường. Cho nên khi mà đủ duyên rồi, đủ lúc rồi, tự nhiên nghe thấm hiểu.
trước kia không bao giờ nghe. Nó giống nhau. Tại vì tam đồ là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Rồi không? Thì đao đồ á, là súc sanh. Hỏa đồ là địa ngục. Thủy đồ là ngạ quỷ. Tại vì á, súc sanh á, thì nó đối lại với dao búa chặt chém nó. Địa ngục thì nóng bức, cho nên hỏa đồ. Hiểu ý không? Cho nên tam đồ là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Đồ này á, không phải là đồ vật. Chữ đồ này là con đường, là nơi chốn. Chốn mà phải bị dao thớt chặt chém thì súc sanh. Con cá ăn gà ăn vịt, ăn heo ăn bò, cuộc sống của nó là nằm trên, đối với cái khổ của nó là dao thớt chặt chém nó. Còn ở ngạ quỷ là hỏa đồ, nóng bức, khủng bố, khủng bát nạn, chi nan đào, nan là khó. Chữ đào là chạy trốn. Ví dụ như Tổ Quy Sơn đó, nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Nghiệp mà nó tới rồi đừng có hồng mà chạy trốn. Không có đào tẩu ở đâu được hết. Chữ đào là chạy trốn, đào tẩu á. Bát nạn chi nan đào, kim tắc hối quá vô môn. Ngày nay hối lỗi như vô phường, muộn tâm còn rất quý. Thực thi một điều lành thì đã vào trong giáo lý nhất thừa. Ôm bắp một lòng thành thì đứng trước kim thân chư Phật. Hôm nay hối quá, tức là mình ăn năn cái lỗi của mình đó. Muộn tâm hữu quý, tuy rằng muộn nhưng có lòng vẫn tốt. Phải không? Ví dụ như ta nói tôi xin lỗi anh, tôi biết trễ quá, dạ không sao. Tuy trễ anh có lòng. Hay cho tôi ít quá, dạ không sao, có lòng. Tu phiến thiện ư nhất thừa giáo nội. Thực thi một điều lành. Chữ phiến là một miếng thôi cũng được. Dù mình tu có một chút thiện thôi, mình cũng đã đi vào được trong cái thừa giáo của Phật. Chữ phiến là miếng. Bảo thốn thành ư chư Phật tượng tiền. Mình ôm bắp một lòng thành á, chỉ cần mình có được cái lòng thành thì mình như người đứng trước Phật. Tuy muộn mà vẫn tốt. Lòng thành là đã có Phật rồi. Nhưng phát lộ ư tội khiên, vì vậy bày tỏ hết các tội lỗi. Nãi phi thành nhi hối quá, trải lòng thành thật mà sám hối. Ứng niệm như tư, ý niệm hợp như vậy, tình đương hiệp thích. Ý niệm hợp như vậy, tâm tình được cởi mở. Cung khấu hồng từ, minh huân gia bị. Xin được kính lại đấng có từ bi lớn, thầm thêm gia hộ. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, ý niệm mình như hạt bụi có thể đếm được. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, nước ở trong biển lớn có thể uống hết. Hư không này cũng có thể đếm được, nhưng mà không thể nào nói được hết công đức của Phật. Hiểu câu đó không? Ngồi đây một tâm niệm, một tâm niệm của một người mình đếm không hết rồi. Vậy mà tâm niệm của số lượng nhiều như cát bụi mình vẫn có thể biết được. Hư không này chúng ta có thể đếm được. Nước trong biển cả chúng ta có thể uống hết được. Nhưng mà ân đức của Phật nói không cùng. Chuyện này là impossible mà. Nhưng mà nếu ví dụ như làm được chuyện đó đi nữa, ơn Phật nói cũng không hết. Đó là cái phần mở của cái bài Lương Hoàng Sám Khoa Nghi phần thứ 8 mở đầu. Thì bây giờ nói tóm lại, thật ra mấy cái bài này chỉ là cái bài mà chúng ta khải phát bộc bạch ca ngợi Tam Bảo giáo pháp, hay là bày tỏ những cái lỗi lầm của chúng ta.
Nhưng mà quý vị thấy trong mỗi một câu á, thỉnh thoảng chúng ta lại được nghe nhắc lại những cái mà chúng ta vấp phải trong cuộc sống, như là bát phong, như là bát cấu, như là bát nạn, phải không? Rồi á, trong tất cả chúng ta còn là con người thì thế nào những cái này chúng ta dính? Ví dụ 8 chúng ta có thể dính 1, 2. Ví dụ bát cấu mình có thể dính 1, 2, 3. Ví dụ vậy. Mình không bất hiếu cha mẹ, không có phải là người không kính trọng sư trưởng, vẫn là người biết chăm sóc. Nhưng mà trong khi quá trình mình chăm sóc đó, có thể mình lỗi cái miệng, lỗi cái thân, lỗi cái ý, khó tránh. Thì đây là cái bài như Pháp Hòa nói, vì đây là một quyển sám pháp, cho nên những cái gì mà liên hệ tới sám pháp thường là bày tỏ bộc bạch những cái lỗi lầm của chúng ta để nhắc nhở. Như hồi sáng quý vị đọc và trưa chiều quý vị đọc, hễ có thân là có khổ, mà chúng ta hễ muốn nhiều thì khổ nhiều, chúng ta không muốn thì không khổ. Nhưng mà cái này khó à. Bởi vì có thân là phải có muốn. Căn bản nhất là muốn ăn, muốn ngủ, muốn mặc, vân vân, cho nên không thể nào tránh. Nhưng mà khổ là nếu chúng ta không có biết đủ cho nó. Thí dụ giờ tôi đói bụng quá, có gì cho tôi ăn không? Nói dạ bây giờ ở đây chỉ còn có củ khoai. Dạ thôi cũng được, củ khoai lót dạ no lòng, không khổ. Lục lội tùm lum hết, khổ. Thật ra cái mình biết đủ là không có khổ. Cho nên hôm rồi có một vị tỳ kheo, nói chữ hôm rồi là tại bà đọc cái kinh đó, có một vị tỳ kheo mà ngồi mà nhận ra tám được điều, tám điều trong cuộc sống mà ông giác ngộ. Trong đó có một cái ông nhận ra là muốn nhiều là khổ nhiều, biết đủ là an lạc. Ông nhận ra được cái đó, cái thành nữ là ông cả đời tu khỏe. Ông nhận ra một điều rằng á, biến nhát là khổ đau, mà siêng năng là thành tựu. Ở đời này có ai mà học được bác sĩ là tại biến đâu, tại làm biến đâu, ngủ quanh năm mà có bằng bác sĩ đâu, không có. Cho nên trong cuộc đời này không có người nào mà thành tựu được cái gì mà do làm biến hết, phải do siêng năng. Người siêng năng là hạnh của Bồ Tát tinh tấn. Cho nên Pháp Hòa nhắc đi nhắc lại đại chúng nhớ nha, không phải đợi khi nào làm Bồ Tát mới tu lục độ, mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là con người, không cần đợi là Phật tử nữa, là con người, muốn cho cuộc sống an lạc, muốn cho đời mọi người xung quanh mình có niềm vui, quý vị thực hiện một trong sáu cái pháp của Bồ Tát là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Không người nào mà bỏ qua được cái này đâu. Anh không cần biết anh đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì, mà anh không có siêng năng thì anh không thành được gì hết. Dù là anh là Phật tử quy mấy chục năm mà anh không siêng năng thì anh cũng khổ đau như thường, chứ Phật không phù hộ gì được cả. Không có người nào mà không đi làm mà có sống hết á. Thậm chí có nhiều người mà tay làm mà phải hàm nhai nữa. Có người đi làm mà cực khổ á, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu. Thật ra ăn cơm chúa múa tối ngày. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Và câu đó đơn giản cho cuộc sống thôi. Anh ở dạng nào anh phải làm theo đó. Anh có một cái nhà, một vợ năm con, anh đi làm theo tốc độ đủ tiền để nuôi được cái nhà vợ năm con. Anh chỉ có hai vợ chồng, anh đi làm đủ tốc độ nuôi hai vợ chồng. Còn nếu mình nói không, tôi muốn đi làm hơn nữa thì được, đâu có sao, cực một chút thôi. Cho nên có nhiều khi mình nổ cái nhà thật là to. Hôm bữa Pháp Hòa hôm kia đây có anh Phật tử lên nói, hồi có con có cái nhà mấy trăm ngàn, có mình con ở à. Trời ơi, con trả quá trời mortgage đủ thứ hết. Có nhiều khi thầy biết đi về đứng ăn không á,
mua bộ bàn thật đẹp mà không có ngồi, tại ngồi là không kịp đứng ăn, rồi về phải làm thêm này kia. Pháp Hòa nói rồi ngủ luôn chỗ đó phải không? Sao thầy biết hay vậy? Giờ đâu mà leo lên giường mệt quá nằm ngay chỗ đó ngủ luôn. Cho nên nhiều khi có cái nhà có phòng thật là đẹp, cái giường thật là đẹp mà không bao giờ lên cái giường được ngủ. Thậm chí là mình trồng một cái vườn hoa thật là đẹp nhưng mà mình không có ngắm, hàng xóm ngắm không à. Tại vì đi làm về rồi bắt đầu ra vườn làm mệt quá trời vô ngủ, sáng mai là đi làm sớm rồi tờ mờ có thấy được nó đâu. Rồi chiều tối về là đi ngủ rồi trời tối rồi nó lên đẹp lắm, hàng xóm đi ngang tấm tắc khen. Phật giáo chỉ có tu tâm hay có tu tướng? Có luôn cả tu tướng. Có luôn cả tu tướng. Ví dụ cái người đó họ tốt, nhưng mà nếu mà cái tướng họ mình nhìn thấy vô côn nó, mình dám tới gần không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ quan trọng là cái tâm. Nhưng mà nếu một ông thầy mà đi đứng lất khất, mặt mũi thì gian ác, ngó quanh ngó quất, rồi lấy hấy liếc, rồi đi đứng vung chạc, quý vị có nhìn ra tướng đó ông thầy tu không? Liền đánh giá liền, không biết cái tâm ông sao, nhưng mà thấy cái tướng thầy tu này bậm trợn quá thì nói là sao? Thầy tu gì mà tướng thấy ghê. Rồi bây giờ con mình á, nó quen với ai, nó muốn cưới, nó muốn cưới vợ, mình nói là sao? Đem nhỏ đó về cho má coi tướng coi. Mặc dù cái tánh làm sao má chưa biết nha, tiếp xúc mới biết, nhưng mà coi cái tướng đó, mặt mũi làm sao cái đã. Rồi bây giờ mình đi mua cái nhà, có bao giờ mình nói không sao đâu, quan trọng cái nhà tốt hay là mình muốn có cái nhà đẹp? Đi mua cũng phải có cái nhà đẹp. Rồi bây giờ bản thân mình trước khi ra khỏi nhà mỗi buổi sáng nè, có chỉnh tướng không? Không lẽ xin lỗi mặc áo trái, quần trái ra đường, tóc tai bù xù, mặt mũi lem nhem, cho nên cũng phải chỉnh cái tướng một chút. Bữa nay đi phỏng vấn việc làm nha, phải ăn mặc cho tương tất. Mặc dù mình đi làm chỗ đó bẩn thỉu dơ giấy lắm, nhưng mà lúc đi làm khác, nhưng mà lúc đi interview, đi phỏng vấn phải ăn mặc cho đàng hoàng. Người ta nhìn cái cách ăn mặc mình để người ta đánh giá, người ta dám mướn mình. Như vậy trong cuộc sống này, quý vị mặc dù mình vẫn biết cái tâm là cái quan trọng, cái nội dung là cái quan trọng, cái chất lượng là cái quan trọng, nhưng chúng ta vẫn để ý cái bề ngoài một chút phải không? Thì nhà Phật gọi là tu tướng. Vậy thì đừng có chỉ nghĩ một chiều là tu tâm. Vì tu tâm là chỉnh sửa. Chút xíu mình nói chuyện tu tâm, giờ mình đang nói chuyện tu tướng rồi đó. Mình bước vô một cái chùa mà nó trời ơi dơ giấy rác rưới, bông hoa nhang đèn nó lung tung hết, mình thích không? Trời chùa gì mà bê bối quá. Nhưng mà nếu bước vô một cái chùa mà niệm Phật trang nghiêm, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, thì mình thấy được cái chùa sao tự nhiên cái lòng mình nó cũng thoải mái ra. Bất cứ ở đâu cũng vậy, mình bước vô một cái nhà vệ sinh, mặc dù mình biết chỗ đó là chỉ đi vệ sinh thôi, đi tiểu đi tiêu thôi, ngồi xuống mà nhấn nước là xong rồi, nhưng mà bước vô mà cái chỗ đó nó dơ, nó bẩn, nó hôi, sao mình cảm thấy thoải mái được. Cho nên dù là nhà vệ sinh cũng phải có một cái gì đó cho nó đẹp, nó sạch sẽ. Thế thì chúng ta mới biết trong cuộc sống này chúng ta không phải chỉ chú trọng ở cái chất lượng của nó, nhưng chúng ta vẫn để ý bên ngoài. Vì chính bên ngoài, mặc dù nó không nói lên được, nó không chuyên chở hết tất cả, nhưng ít nhất nó cũng là 50% của một sự việc. Phải vậy không? Một buổi lễ mình tổ chức, dù ít người, dù nhiều người, mà đã tổ chức thì phải ra bài bản. Cho nên đó, lễ nào ta cũng phải có một chương trình. Dù là lễ cưới, dù là lễ tang, dù là lễ Phật đản, lễ Vu Lan, làm ít, làm lớn, làm nhỏ gì cũng biết, phải có một cái chương trình. Muốn đi đâu cũng phải có một chương trình, hình thức như thế nào. Và đồng thời chính bản thân mình đi dự một cái lễ nào,
mà chúng ta ăn mặc nó không có phù hợp với cái lễ đó, người ta không biết tâm mình tốt cỡ nào, người ta không biết mình ủng hộ chương trình nó như thế nào, nhưng người ta nhìn vào cái hình tướng, người ta vẫn nói lên, người ta vẫn nghĩ mình khác đi. Mặc dù đại chúng nhớ là cái tướng nó chỉ là cái bên ngoài, nó là cái vỏ, nó là cái vô thường, nó là cái tạm bợ. Tuy nhiên trong cuộc sống, nếu mà chúng ta chỉ thuần lo cái bên trong mà thiếu bên ngoài cũng không được. Bởi vì trong cuộc sống này nó nói cả hai phần, tướng và tánh, hay là tướng và tâm, nội dung và hình thức, phải không? Nếu không có, nếu cái nội dung tốt mà cái hình thức không có thì nó chưa trọn vẹn. Cũng giống như cái dĩa thức ăn rất ngon, nhưng mà cách trình bày, cách đưa ra tô ra dĩa, nhìn nó không hấp dẫn, nó không hay, nó cũng mất điểm. Cái nhà hàng đó nấu rất ngon, nhưng cái service dở quá, người ta cũng không thích tới. Cái người đó rất dễ thương, nhưng mà mỗi lần tôi tới họ, người họ hôi hám, nhìn thấy ghê sợ. Mình cũng có cái gì đó mình ngại. Cho nên đối với Phật giáo, đối với Đức Phật, Đức Phật luôn luôn hướng dẫn chúng ta, đối với cái bản thân của mình, mình có tu thân và tu tâm, rồi tu tâm rồi tu tướng, nó mới trọn vẹn. Ví dụ đối với tu thân, Phật dạy tu cái gì? Thân á, thì phải bỏ ba việc: giết người nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè. Nếu cái thân mình mà bỏ đi ba điều này thì tự mình cũng được đoan nghiêm, gia đình mình hạnh phúc, xã hội được bình an. Còn đối với cái miệng, Phật dạy tu bốn điều: đừng nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đừng có đâm thọc, đi đến đầu này nói kiểu này, đến đầu kia nói kiểu kia, làm cho hai bên mất lòng, bất hòa. Đừng nói những lời thô ác, chửi rủa, vì nó là mất tư cách của mình. Đừng nói những điều vô ích hay là dụ dỗ, vì nó là mang cái tâm xấu, là lường gạt. Đối với miệng phải tu bốn việc ở cái nơi miệng của mình: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ vô ích. Đối với tâm ý, Phật dạy mình ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Như vậy rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta không phải chỉ tu tâm không, mà chúng ta luôn cả phần tu thân, tu tâm. Tu thân không phải là mình trang điểm, thì đó là cái thế gian thường ngày, đi ra ngoài làm gì làm mặt mày coi phải cho được. Sáng ngủ, ví dụ như một người nam, người ta đâu có trang điểm như người nữ, nhưng mà ít nhất cũng phải rửa mặt, rửa mũi, súc miệng, đánh răng. Không lẽ rồi râu ria rồi mình cũng không... Ai thích để râu phải để cho đàng hoàng, ai thích cạo phải cạo cho sạch, chứ đâu có ai mà để râu ria bồm chồm rồi mặt mày lem luốc. Tự nhiên ta nhìn, ta biết chưa biết mình sao, chất lượng mình sao, tư cách mình sao, nhưng ta nhìn cái tướng mình ta cũng hơi ớn ớn rồi. Một người đàn ông mà đi đến bên nhà vợ và trình diện cho ba má nhìn, tướng cũng ớn rồi. Ví dụ vậy. Cho nên phải có cái tướng. Vì mặc dù cái tướng nó không phải là cái quan trọng, nhưng nó cũng giúp đỡ cho người khác. Quý vị đến chùa, quý vị thấy tượng Phật cái tự nhiên chắp tay lại, mặc dù cái đó chỉ là cái gì? Chỉ là bức tượng thôi. Mà tượng đó là ai làm? Chính con người mình làm ra. Rồi con người mình sơn phết tượng nó lên, rồi cũng con người mình tạo cái tượng nó, muốn ngắn, muốn cao, muốn thấp, muốn vui, muốn buồn gì, mình làm cái tượng đó hết. Nhưng mà cuối cùng mình đưa tượng nó lên mình lại. Vậy thì mình thấy cái tướng trang nghiêm thì tự nhiên tâm mình phát khởi thiện lành. Thế gian là vậy. Cho nên tại sao trong Phật giáo mình để nhiều hình tượng Phật, Bồ Tát? Có nhiều chùa ta để nhiều tượng. Mặc dù những tượng đó, hình ảnh đó, nó đều nói lên những cái hạnh tu, những cái ý nghĩa, mà tự nhiên mình thấy cái hình tượng đó, tâm mình cung kính. Rồi chúng ta bày một cái bàn thờ. Trên bàn thờ có nhang, đèn, hương hoa, đó là cái tướng. Nhưng mà chính cái chỗ đó
lại đưa chúng ta trở về cái sự gì, quy hướng thanh tịnh, trang nghiêm và cung kính. Mình hãy mình bước qua đâu mình thấy cái tượng Phật, thấy cái bàn thờ là tự nhiên tâm mình phải làm, hành động của mình phải khác đi. Như vậy rõ ràng cái tướng nó cũng giúp cho mình một phần nào trợ duyên cho mình trong cái cuộc sống này. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mặc dù ai cũng nói tu tâm đó, nhưng mà thử thời bây giờ quý vị gặp một vị xuất gia mà cái tướng cái người tu đó không có, tự nhiên mình thấy sao? Có nhiều khi mình còn nhìn xong mình nói ông thầy đó không có tướng tu. Còn thầy nào mà nhìn trang nghiêm, mình nói thầy đó mặt mày phúc hậu, hiền lành, chúng ta thường gọi là hảo tướng. Hảo tướng là gì? Tướng đẹp. Còn nói theo thế gian là đẹp trai, đẹp gái. Còn nói theo đối với hình ảnh người tu thì mình gọi là hảo tướng. Nó cũng là cái chữ đó thôi, nhưng mình nói nghe nó nhẹ nhàng vậy. Có nhiều khi ta gặp cái ta nói trời ơi thầy đó đẹp trai quá, cái người ta quở ta nói đừng nói thầy đẹp trai. Hỏi nói gì? Nói hảo tướng. Thật ra hảo tướng cũng là đẹp trai đó, nhưng mà đẹp trai nghe nó trần thục quá sao đó. Mình nói mình cũng không sao hết, cái đó chỉ là chữ nghĩa. Nhưng mà ở đây quý vị đi nghe giảng mà, cái nội dung bài giảng của vị thầy đó quan trọng nè, phải không? Rồi cái cách nói chuyện của vị đó nè, rồi cái ngoại hình của vị đó nè. Đó, cho nên ngày xưa đó, một vị mà đi giảng, ngoài cái chuyện gọi là ăn nói phải có nội điển, trước hết là phải có nội điển, tức là trong mình phải biết Phật pháp. Rồi mình biết Phật pháp là một việc, mà cái cách trình bày Phật pháp của mình, cái cách nói chuyện của mình làm cho người ta dễ nghe không, người ta nghe có lọt tai không. Rồi bên cạnh đó có cái ngoại hình. Một ca sĩ cũng vậy thôi, hát hay là một chuyện, giọng hát là một chuyện, nhưng mà có cái tướng đẹp vẫn là cái gì đó hấp dẫn đầu tiên nhất. Vì chúng sanh, vì con người, người ta trước khi người ta vào bên trong tìm hiểu tâm tánh của mình thì người ta nhìn cái gì trước? Ta nhìn cái ngoại nhìn, cái ngoại tướng trước. Một ngôi nhà cũng vậy, bên trong nhà đó có đẹp cái gì cũng cần biết, nhưng đi ngang cái nhà đó đẹp đẽ, sạch sẽ, bên ngoài đẹp, hấp dẫn người ta, rồi người ta bắt đầu mới đi tìm hiểu được bên trong căn nhà đó. Thì cũng như thế. Cho nên hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, trong Phật pháp khi chúng ta nói tu thì chúng ta thường nghĩ tới tu tâm. Nhưng mà thật tình á, tu tâm rất cần, nhưng tu tướng cũng không thể thiếu. Bởi vì chính cái tướng nó mới dẫn chúng ta ít nhất ít phần đầu khởi sự. Mình đi tu á, mình gặp một vị thầy á, nhiều khi mình chưa phát tâm quy y, chưa phát tâm hướng Phật, nhưng mà nhiều khi mình gặp được cái vị tu hành có hạnh, có tướng tu, tự nhiên làm cho cái tâm mình khải phát, mình muốn phát tâm, muốn quy y với thầy đó, muốn nương theo thầy đó để mình tu học. Có ai đi ra chợ mà mua cái xấu về nhà đâu? Không bao giờ. Muốn đi mua cái máy cũng phải lựa máy tốt. Máy tốt rồi mà nếu nó có được cái dáng đẹp nữa càng hay. Nói như vậy để đại chúng nhìn rộng ra và hiểu được tại sao trong Phật giáo luôn luôn làm việc gì cũng phải có cái tướng và cái tâm. Ví dụ mình tổ chức một buổi đại lễ, hình thức phải có, chẳng hạn như là thỉnh sư, rồi đọc một cái lời khai mạc gì đó, hay thỉnh thoảng có cái phần luôn cả giới thiệu thành phần tham dự, thí dụ đó, đó chỉ là những hình thức. Rồi bắt đầu đi tới cái nội dung chính bên trong, chính là lễ Vu Lan, ý nghĩa lễ Vu Lan và những cái bài nói chuyện về cái ngày lễ đó. Nhưng không lẽ mới bước vô ngồi xuống nói liền sao? Không, phải có thủ tục một chút chứ. Rồi quý vị đi ăn bữa ăn coi, mặc dù mình ăn là món chính, nhưng mà khi ngồi vô kéo cái menu ra kêu gì trước, ít nhất cũng phải một món khai vị chứ. Rồi bắt đầu mới kêu chính chứ. Thành thử ra trong cuộc sống nó luôn luôn nó có cả hai phần, tánh và tướng, hay là tướng với tâm. Rồi bây giờ mình nói tu thân, tu tướng tức là tu cái thân bên ngoài, hình thức bên ngoài.
tụng kinh có chuông có mõ. Tại sao phải có chuông mõ? Tại vì cái mõ đó, nó phát lên cái tiếng, và cái tiếng nó mới dẫn mọi người tụng có nhịp nhàng, có âm, có điệu, có hòa thuộc với nhau. Rồi cái chuông đó, thỉnh thoảng nó thỉnh lên để cho đại chúng biết lúc nào dừng, lúc nào nghỉ, lúc nào lại, lúc nào đứng lên. Mặc dù nó chỉ là hai cái hình thức tiếng chuông và tiếng mõ, nhưng nó có cái công năng của nó, làm cho một cái đạo tràng trang nghiêm ra. Bình hoa đó lại là cái tướng thôi, nhưng mà chỗ nào mà nhìn nó trơ trọi quá, để bình hoa vô tự nhiên thấy cái bàn nó có khác đó. Cái bàn không về cũng được, nhưng nếu có được thêm cái khăn trải bàn, tự nhiên nhìn cái bàn đó nó có trang trọng ra, mặc dù nó chỉ là tấm vải phủ lên. Pháp Hòa nhớ có một thầy dạy, hồi nhỏ Pháp Hòa làm thị giả, nhiều khi Pháp Hòa hay lười, thôi kệ đi, mình khỏi trải khăn bàn. Cái thầy mới dạy mình, thầy nói giờ cái mặt con nó không có cái chân mài coi được không? cái khăn bàn tức là cái chân mài của cái mặt mình đó. Thì thầy hay, tức là các ngài hay dùng cái ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy được chúng ta làm cái gì đó. Chúng ta hay nhiều khi hay excuse, hay kiếm một cái lý do nào để bào chữa cho cái lười của mình, hoặc là cái lỗi của mình. Chẳng hạn như mình không làm chuyện đó, cái mình nói không, tôi không giống như mấy người ăn chay niệm Phật, tôi tu tâm, mà trong khi đó chưa biết tâm ra làm sao đó. Nội cái chê bai người ta là thiếu tu tâm rồi đó. Nếu là người tu tâm đó, là phải thấy cái hay của người mà khen thưởng, thấy cái tốt của người mà mình tán dương. Chứ có lẽ đâu tu tâm gì mà cứ đi chê người này hết, tới chê người kia. Vậy tâm anh còn chấp trước ganh tị, chưa tu được. Thấy người ta ăn chay, ăn chay tu hành, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối, miệng thì năm chữ niệm chữ Nam Mô, trong tâm là chứa một bồ dao găm. Ủa sao trong lòng mình không có cái gì khác hơn ngoài những câu đó? Vậy thì mình nói mình tu tâm, thì mình hãy nhìn lại cái tâm mình khi thấy người khác làm lành, làm thiện mà mình có tán đồng, mình có tùy hỷ không? Mình không làm được mà mình tùy hỷ với cái làm của người mới gọi là người tu tâm. Còn mình chê trách người ta thì mình nhìn lại cái tâm đó. Cái tâm của mình hình như mình sống hàng ngày hoàn toàn mình không khen ai hết, mình toàn là chê bai người khác thôi. Vậy thì cái tâm này cần phải tu. Vậy thì anh nói anh tu tâm, anh trở về tu tâm đó trước đi. Anh tu được cái tâm đó, mặc dù chúng tôi tu hình tướng, nhưng mà cái hình tướng này ít nhất tôi cũng hướng dẫn được người ta. Pháp Hòa ví dụ, khi mình thấy mấy đứa con mình á, khách tới nhà nó, mình hãy kêu con lại chào bác con. Nó chào rất là máy móc, chào bác, hai bác. Nhưng mà mình vẫn ok lắm, tại ít nhất mình cũng happy với người ta là mình kêu con mình tới chào khách, nó nghe lời nó chào. Mặc dù cái tâm đó nó chào rất máy móc, nhưng mình vẫn khoái. Con mình tới nó chào bác một cái, rồi đi chơi đi con. Rồi bác mà khách sắp sửa đi về, lại chào bác về con, bye bác. Rồi cũng khoái nữa, tại vì ít nhất nó đã làm được những gì mình muốn. Rõ ràng mình chịu cái tướng không? Mình chuộng cái tướng mà. Con mình nó ngoan chút mình cũng chịu nữa. Thấy không? Rồi nó muốn xin tiền mình, nó bắt đầu nó tới nó vuốt ve nha. Mẹ con thương mẹ nhất trên đời. Nó muốn xin đi chơi, nó nói mà vẫn khoái à. Tại sao? Tại vì nó vuốt ve được, và nó hiểu được mình rồi, cho nên nó thể hiện cái tướng. Bữa nào mà nó không cần gì cả, mình kêu nó muốn bể cổ nó chưa ra khỏi phòng nữa. Mà bữa nào mình kêu nó râm rắp hết trơn là biết này thế nào, không có chuyện xin xỏ gì đây. Thí dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống mình nói là tu tâm, nhưng nhìn kỹ chúng ta vẫn còn chuộng cái tướng. Thế thì nếu những cái tướng này mà nó tốt, nó vẫn đưa tới người ta một nội dung tốt. Cho nên đối với một người Phật tử, cái hình thức lễ quy y cũng cần. Tại sao? Chính cái lễ quy y này để xác định bây giờ anh là Phật tử, và anh không còn là một người phàm phu tục tử, mà anh chính giây phút này là Phật tử. Thì đã là Phật tử thì anh thể hiện cách sống của một người Phật tử, ít nhất trong khả năng có thể của anh. Hai người thương nhau được rồi, mắc chi làm đám cưới. Nhưng cái lễ cưới để làm gì? Để xác định anh bây giờ là chồng,
chị bây giờ là vợ, hai người là đã có chồng, có vợ, có gia đình, không phải là độc thân, thì không thể nào đi dọc, đi ngang bậy bạ được. Phải sống đúng mức của một người chồng, sống đúng mức của một người vợ. Vậy thì cái lễ cưới nó là cái hình thức, nhưng nó xác định nó vị trí của mỗi người, để giúp con người sống ngay ngắn, thẳng tắp, đúng cái bổn phận của mình. Đi tu thì tu thôi chứ mắc gì làm lễ xuất gia. Nhưng không có cái lễ xuất gia đó thì người tu nói tôi đâu có lễ gì đâu, tôi tự cạo mà. Thì cái người này sẽ làm sao? Sẽ sống buông lung, không có đúng cái hình thức của người xuất gia. Cho nên á, xin phép đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa cũng biết có nhiều mẹ chồng không thích người dâu, không đi cưới dâu. Con thích thì con tự cưới, mẹ không cưới, tại vì mẹ không nhận nó là dâu, mẹ không thích nhỏ đó. Ví dụ vậy, mai mốt về thì con mình nó sẽ làm theo mình. Nhưng mà mai mốt á, nó sống sao á, mình không dạy được nó, mình la nó la lại mình. Má đâu có cưới con đâu mà má có quyền nói con. Thấy không? Pháp Hòa đã từng nghe những câu chuyện như vậy, đã từng thấy những cái chuyện như vậy. Vẫn không thích người dâu, không đi cưới người dâu đó. Thậm chí mình không thích người rể đó, mình không nhận người rể đó, mai mốt vợ chồng hụt khẩn, nó không được. Xin lỗi má, giờ con gọi má là má tại gọi cho vợ vui, chứ má đâu có nhận con là rể đâu, mà má đủ cái lời lẽ gì nói với con. Thành thử quý vị thấy cái hình tướng nó cũng là một cái, nó đưa đến cái nội dung. Cho nên trong cuộc sống, người mẹ thương con, nhưng người mẹ thể hiện tình thương bằng cái tướng nhiều nhất. Con đi về là mẹ ngồi chờ nè, ăn gì mẹ nấu nè. Cha thương con nhưng cha không hiện tướng. Vậy cha thương tâm, thương bằng cái tấm, còn mẹ thương bằng cái tướng. Mẹ thương là mẹ ôm ấp, mẹ dỗ về, mẹ nựng nịu, đủ cách hết để biểu lộ cái tình cảm của người mẹ đối với con. Hôm nay chúng ta gắn một cái hoa hồng trên áo. Có nhiều người gắn xong 5 phút sau lột mất tiêu, lễ xong đi chùa đi gom bông đầy hết trơn. Nhưng mà cũng phải gắn. Vì sao? Là cái hình tướng, biểu cái tướng cái hoa này để biểu tượng một cái tình cảm mình dành cho mẹ. Và đặc biệt lễ cài hoa hồng nó chỉ có trong Phật giáo Việt Nam thôi, tất cả các truyền thống Phật giáo khác không có. Vì đây là cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, do một hòa thượng người Việt Nam đã đề xướng cái chương trình lễ vua cài hoa này. Cho đến bây giờ Phật giáo Việt Nam duy trì đã mấy mươi năm nay, trong các buổi lễ đều lễ Vu Lan có cài hoa hồng. Ai còn mẹ thì cài hoa hồng đỏ, ai mất mẹ cài hoa hồng trắng. Nữa sao không tính cha? Thật ra cũng tính đó chứ, nhưng mà lấy mẹ làm biểu tượng, vì mẹ là người cực khổ nhiều nhất đối với người con. Cho nên cái ngày sinh nhật của mình đó, cái ngày sinh nhật của mình, nói đúng hơn là trong người xưa người ta gọi là mẫu nan nhật, ngày người mẹ khó khăn nhất trong cuộc đời, gọi là mẫu nan. Cho nên có nhiều người ta chúc sinh nhật, ta đâu chúc sinh nhật bình thường, ta nói chúc thầy, chúc chị một ngày mẫu nan hạnh phúc. Mẫu nan là gì? Ngày khó của mẹ. Tại vì mẹ đau bụng, mà nếu mình mà hiền lành đó, đau bụng chúc mình ra, còn mình lì mình chì đau bụng mấy, có bao người mấy tiếng, có khi cả ngày mới sanh được mình. Rồi đâu có nhiều người sanh đâu phải dễ dàng, sanh phải mổ. Rồi có nhiều khi sanh sớm quá, mẹ phải để mình nằm ở trong bệnh viện, trong cái lồng kính để nuôi dưỡng. Cho nên rồi bên cạnh đó, trước khi sanh mình ra, mẹ phải mang mình cả 9 tháng. Như cái bài tụng hồi nãy vậy, 9 tháng cư mang, 3 năm bồng ẩm. Cho nên truyền thống người Việt mình nó để tang cha mẹ để 3 năm. Tại sao không để 4 năm, 5 năm mà để 3 năm? Vì 3 năm đó tương đồng với 3 năm mà mẹ nuôi dưỡng mình, bú móm mình. Đó là sự trả ơn. Cho nên quý vị thấy, thật ra đâu phải chỉ 3 năm mà là hết tang đâu. Cuộc đời của mình khi cha mẹ mất là mình để tang suốt đời. Nhưng ở hình tướng, chúng ta tạm dùng con số 3 năm để đáp lại 3 năm mà mẹ đã nuôi dưỡng mình, đến ngày mình bập bẹ biết nói.
Cái ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên rồi á, mình đem cơm canh bánh trái lên mình cúng khi cha mẹ quá vãng, để đáp lại những gì mà cha mẹ đã nuôi nấng mình. Mặc dù nó chỉ là hình thức, nhưng chính cái hình thức đó ít nhiều cũng chuyên chở cái tâm tình của người con trong cái ngày tang lễ đó. Nếu chúng ta bỏ hết mọi hình thức, mọi hình tướng, thì người ta không nương vào cái tướng để người ta lần tới nội dung, tới cái tâm tánh bên trong. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa kể lại câu chuyện cũ. Ông vua Đường, ông nói với ngài Huyền Trang: trẫm chỉ tôn kính nhị bảo thôi, đó là Phật bảo và Pháp bảo. Còn tăng trẫm không kính, tại vì có những ông tăng không ra gì, hoặc là có những ông tăng nhỏ tuổi hơn trẫm, tại sao trẫm phải lạy họ? Thỉnh thoảng mình có nghĩ vậy không? Tại sao tôi phải gọi ông đó bằng thầy, xưng con? Ông tuổi đáng con tôi, cháu tôi mà. Thì ngài Huyền Trang nói: những gì hoàng thượng nói không có sai, nhưng mà nếu hoàng thượng muốn cầu mưa, hoàng thượng phải làm con rồng bằng đất để lên cúng tế cầu mưa khi đất nước mình có hạn hán. Mặc dù con rồng chỉ làm bằng đất, nhưng nhờ con rồng đó để chúng ta cầu mưa. Tượng Phật chỉ là tượng, bản thân tượng Phật không cho hoàng thượng được cái phước, không có ban phước được cho hoàng thượng. Nhưng tượng Phật có công năng giúp hoàng thượng tạo phước qua sự cung kính đảnh lễ. Tăng không ban được cho hoàng thượng cái phước, nhưng tăng, hình ảnh của tăng giúp cho hoàng thượng sanh tâm cung kính, sanh phước. Không cho mình được phước, nhưng giúp mình được tạo cái phước. Cũng giống như mình bây giờ đó, mình không có giúp được cho người ta tiền của, nhưng mình dạy người ta cái nghề để người ta tự có cái nghề người ta sống. Mình không cho được người ta tiền, nhưng mình cho người ta được cái nghề, cái việc làm. Cũng như thế, tượng Phật không có cho mình cái phước, không cho mình sự bình an, nhưng mà chính cái hình ảnh tượng Phật giúp cho mình hướng tâm, để cho tâm mình an, sanh tâm cung kính để có cái phước. Quý vị hiểu được cái đó ha? Hiểu được cái đó thì chúng ta hiểu được cái gì gọi là tướng, cái gì gọi là tâm. Đối với mặt tu tâm thì chúng ta phải chỉnh sửa tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, tâm ích kỷ, tâm hiềm khích. Có nhiều khi mình thấy người ta làm việc gì, hay mình thấy người ta có những cái gì nó mâu thuẫn, mình tới đó mình nói thêm những lời hiềm khích để cho người ta tăng cái sự hận thù, ghét bỏ nhau. Cái tâm đó phải nên coi lại. Cho nên nhiều khi mình nói rất hay: tôi chỉ tu tâm, tôi không tu hình tướng như các vị. Nhưng mà chính cái tâm mà chúng ta khởi lên khi thấy người khác làm lành, khi thấy người khác hạnh phúc, mà chúng ta ganh tị, chúng ta đố kỵ, chúng ta hiềm khích, chúng ta câu mâu, chúng ta xiêu xỏ, tâm đó đã sai rồi, tâm đó đã dở rồi. Ví dụ mình làm được, người khác là thôi tôi ra gì để cho người đó làm hay hơn, thí dụ vậy. Những cái cách nói đó, những cái lời nói đó, nếu chúng ta có tư duy, có nhìn lại, thì chính cái tâm này cần chỉnh. Tại sao người ta làm người ta im lặng, người ta không hề khoe khoang, mình không làm gì hết mà lới nói những lời hiềm khích? Có nhiều khi lời nói câu: anh bây giờ là chúa tể ở đây rồi, xếp sòng ở đây rồi, ta nói, ta làm, ta đâu có nói gì đâu. Mà chính tự mình tới, mình nói những cái lời khó nghe, thì những cái đó, giây phút đó, thì chúng ta nếu ai có tư duy, có hành thiền, quán lại: tôi sống bằng cái tâm này. Tại sao mình thấy người ta làm thiện mình không khen, người ta mình không làm thì mình tán thưởng, mình tùy hỷ. Mình không khen cũng sao hết đó, thôi tùy hỷ. Thậm chí mình nói một câu: thôi ai làm được gì tốt cho mọi người làm, tôi làm được thì tôi không dám. Mình đơn giản vậy thôi. Đại chúng cứ nhớ, người ta không có thể nấu được cho 100 người ăn, nhưng mà người ta có thể nấu cho 20 người ăn cũng quý rồi, phải không? Rồi mình đi tìm thêm người khác nấu thêm cho 20 người nữa, hay 80 người còn lại, chứ đâu có phủ nhận cả cái công của người 20 người. Ai làm được việc gì mình phải tùy hỷ. Chỉ cần sanh cái tâm tùy hỷ thôi,
mình đã là một người tu tâm giỏi rồi. Và chính cái tâm tùy hỷ đó nó thể hiện nên cái tướng tùy hỷ, biết vui với việc làm của người. Vì vậy cho nên ngay cả khi chúng ta tu tâm, tức là chúng ta đã tu tướng. Tại vì tâm, tướng từ đâu sanh? Tướng từ cái tâm nó sanh. Cái tâm hiền lành thì thể cái tướng hiền lành. Cái tâm ganh tị nó hiện lên cái tướng ganh tị. Cái tâm tà xấu nó hiện lên cái tướng tà xấu. Cho nên á, chỉ cần mình sửa được cái tâm này, tướng nó đã hiện rồi. Vì vậy cho nên tâm tướng nó tùy theo người mà cái tướng họ càng đẹp đó, cũng không ngoài cái tâm. Mà nhiều khi chính cái hình thức đẹp đó đưa con người đi tới cái nội dung tốt. Mình thấy một cái gì hiền lành mình mới tới chứ, cái gì mà dở ai tới làm gì. Cho nên hôm nay Pháp Hòa chỉ xin nhắc lại, mình thương người thương của mình không gì bằng tu chỉnh bản thân. Mà muốn tu chỉnh bản thân thì không phải chỉ chỉnh cái tâm hay chỉnh cái tướng, mà chúng ta chỉnh cả hai. Mà tu tâm, tu tướng, chỉnh tâm, mà hình thức, nội dung mà đầy đủ, thì chúng ta là một người cứu khổ ban vui một cách trọn vẹn. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ hiểu được tại sao Phật giáo chuông mỏ hai bên, bông bên này, quả bên này, hay là còn không thì hai bình bông, hai dĩa trái cây. Nếu có cả hai thì để xong. Nếu chỉ là một bên thì bên này bình bông, bên này dĩa quả. Nếu chỉ là một để ngay giữa, chẳng hạn như cái lư hương, để nói lên cái gì? Nói lên cái tinh thần quân bình trung đạo của Phật giáo. Bên này bình bông là nhân, bên này dĩa trái cây là quả. Nếu cuộc sống này chúng ta quân bình cả nhân quả thì cuộc sống nó tốt hơn, có phải không? Nếu mà bên này là hai bên là hai bình bông, hai bên là hai dĩa trái cây, nó cân xứng. Quý thầy khi xếp y, xếp áo, gấp cái y lại, phải gấp đôi, rồi gấp đôi, gấp đôi. Người tu lúc nào cũng sao? Không có so le. Lúc nào gấp cái y phải gấp cho ngay, để biểu tượng người tu lúc nào cũng phải ngăn nắp, lúc nào cũng phải đi vào cái khớp với nhau mà không có so le. Cái thứ hai là đời đạo tu hành hình thức nội dung nó phải quân bình, nó phải trung đạo. Đức Phật cũng có một cái chấm ngay giữa biểu tượng cho trung đạo. Trung đạo có nghĩa là mình bỏ bên này đi bên này, không phải vậy. Mà trung đạo là chúng ta biết dung hòa cả hai thứ. Quý vị là những người cư sĩ còn tại gia, lo tu hành là một chuyện, nhưng cũng không quên bổn phận đối với gia đình. Rồi các thầy là người xuất gia, không phải chỉ lo mặt tự tu cho mình, mà còn đem cái tâm mình ra trang rãi đến mọi chúng sanh. Những cái gì mình tu mình biết, mình giúp đỡ được cho người, cái đó gọi là tự lợi, lợi tha. Tự giác, giác tha. Đến khi nào tự giác, giác tha được viên mãn, nghĩa là duyên mình xong, việc làm mình hết, ta bà mình đã rồi việc, thì chúng ta đi mà không khổ đau, không dính mắc, không hệ lụy. Trong kinh được gọi là gì? Củi hết lửa tắt. Củi hết thì lửa phải tắt. Duyên mình xong thì mình đi, đến đi không quá ngại. Đó là cái cách tu tập của Phật giáo. Người Phật tử chúng ta phải hiểu như vậy. Hiểu, đừng có chỉ trách ở tu tâm rồi chúng ta chê trách những người tu tướng. Nhưng mà thật sự ra người ta không có tâm, người ta không thể hiện được cái tướng đâu, có phải không? Nếu cái tâm người ta không kính, không bao giờ người ta làm những việc này. Quý vị thấy người ta, mình đến nhà khách, mình đến làm khách nhà người ta, nội thấy người ta dọn cái phòng cho mình, nội thấy người ta dọn bữa ăn cho mình hiểu được cái tâm người ta đã kính mình thế nào, để người ta bày một cái sự sắp xếp tiếp đãi mình. Nếu người ta không có tâm, ta đâu có hiện tướng. Vậy thì ở cái tướng không thể thiếu cái tâm. Nói tu tướng tu tâm cho thật sự ra, chính cái tướng vẫn đã thể hiện cái tâm, và chính cái tâm nó thể hiện cái tướng, và từ cái tướng nó dẫn chúng ta đến cái nội dung, cái tâm cao đẹp.